Bộ ô tô đồ chơi này, hàng mới shop hôm nay tiếp tục về này. Bộ ô tô đồ chơi 30 xe nhá, 30 xe. Đấy, và em báo giá luôn. Lên mã em sẽ cái hộp ô tô đồ chơi cho các bé nhà mình này, hộp ô tô. Hộp ô tô đồ chơi nhá. Cái này là 30 xe với giá là 100 ngàn một cái hộp này thôi. Là bao gồm là cả một cái hộp này đựng này luôn, cả hộp đựng nhá. Đây mở ra bác coi. Đấy, 30 xe luôn. Đấy đây không? Quá nhiều xe luôn này. Nó có các cỡ xe luôn. Đấy và cái con này nó có cốt nhá, nó có cả cốt này. Đấy, cái bác di về sau nó quay bánh này. Đấy, nó quay rất là tít luôn, cái bánh nó quay cực kỳ tít nhá. Đấy. Đấy thấy không? Đây. Đó, nghe tiếng bánh nó quay biết là nó quay rất là khỏe luôn. Và cái phần thân này của nó là bằng thân nhôm nhá, thân kim loại nhá, thân nhôm, thân kim loại nên là nó chống va đập, chống vỡ rất tốt, đặc biệt là các bé nhà mình chơi là cứ hay đập phá nhiều mà. Đấy, các bác dùng con này nổ đồng cố đá mà cho các cháu thì mình chơi thoải mái luôn. Đấy, cả nhà các cháu vào chơi. Đấy, lấy ô tô ra thi nhau. Ok luôn nhá. Một hộp này là 30 xe. Hộp ô tô đồ chơi 30 xe nhá, 100 ngàn hộp này. Đấy, 100 ngàn hộp này. Là bao gồm là cả một cái hộp đựng này luôn nhá. Bao gồm là cả một cái hộp đựng này luôn. Đấy là về các bác mua về tặng cho các cháu thì mình chơi. Rất ok luôn. Có phần quà sách, quà đeo mang đi mang lại này. 100k thôi. Đấy, chốt đơn vào việc luôn. Hộp ô tô đồ chơi 30 xe nhá. Cực kỳ nhiều xe và nhiều màu sắc, nhìn rất là bắt mắt đẹp luôn. Đấy. Tránh xa điện thoại, tivi, tránh xa internet đi để các cháu của mình chơi, tập trung khám phá này, chơi với nhau, tạo không gian thân thiện gần gũi thôi nhá. Đấy, mua về phụ huynh nhà mình chơi với các bé cũng ok luôn nhá. Đó, 100k một cái xe hộp ô tô đồ chơi 30 xe này thôi nhá. Đấy, 100k. Sản phẩm đầu tiên thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái con thắt lưng. Đấy, hôm nay về một lô thắt lưng hàng Mỹ nhá. Lô thắt lưng hàng Mỹ quá ok luôn. Hiện tại thì bên em về cho các bác được hai mã màu là mã màu nâu và mã màu đen. Đấy thì báo giá công khai bác luôn. Giá hiện tại bên em đang bán là 180.000 thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là thắt lưng da bò của Mỹ. Đấy, thắt lưng da bò của Mỹ nhá. Dòng này thì các bác yên tâm về chất lượng rồi, da thật 100% luôn. Cam kết bác là da thật 100% và các bác cứ nhận hàng kiểm tra đốt lửa đốt liếc cho em thoải mái luôn. Đây. Con này màu nâu rất đẹp này. Đấy, con này màu nâu. Con đâu, con màu đen rồi nhỉ? Đấy, con màu đen đây. Đây con này có màu đen này, mặt thì nói chung là quá là ok luôn. Cái mặt này thì em lựa cái mặt này để nó dễ, các bác dễ sử dụng nhất vì chủ yếu là tầm khách của em là toàn khách trung tuổi mà. Nên là mặt này thì các bác rất là dễ dùng này. Đấy, mặt này nó không bị trẻ quá nhá. Đấy, nói chung là phù hợp với các bác trung niên. Đấy. Và mặt này thì em báo luôn thì mặt này nó là con lăn nhá, mặt là con lăn. Cái con lăn này hay của cái con lăn này là các bác không quan tâm là bụng to bụng nhỏ là các bác có thể đeo vừa hay không. Mà các bác chỉnh cái con lăn này là nghĩa là bụng to bụng nhỏ là các bác đều có thể chỉnh hết nhá. Đấy, bụng to bụng nhỏ là các bác đều có thể chỉnh hết. Đấy, nên là các bác yên tâm là bụng to bụng nhỏ là con này nó sử dụng hết này. Đôi khi là ví dụ như là những cái lẫy này, đấy những cái lẫy hoặc là những cái khuy ấy các bác cài vào ấy là nó hay bị hụt. Ví dụ như bác nào bụng to quá thì có khi lại không tới, à nó lại bị thừa quá cái phần cái lẫy nên là các bác không cài được, cuối cùng cũng không thể đeo được. Hoặc là những cái bác nào bụng nhỏ quá thì lại không tới. Đấy, không tới được cái phần khuy. Đấy nên là rất là dở hơi. Đấy thì em sẽ nhập cho bác về cái mã con lăn này. Cái con lăn này thì nó lại là không, nó không, thực ra nó không quan tâm đến là bụng to nhỏ, đều đeo hết nhá. Bụng to bụng nhỏ là đều đeo được hết luôn. Đấy, không quan trọng kích cỡ. Đó, nói luôn là không quan trọng kích cỡ luôn nên nó rất là dễ dùng, dễ sử dụng nhá. Đấy thì con này là mặt con này là dây màu đen này, con này dây màu đen. Còn con này là dây màu nâu này. Đấy thì tại bên em đang có hai mã màu là màu nâu và màu đen, còn mặt thì nó giống nhau hết luôn. Đấy, mặt giống nhau hết luôn này. Mặt thì sáng choang như gương luôn nhá, soi gương luôn. À, giá công khai sẽ là 180.000 một sợi nhá. Đấy, dòng thắt lưng da bò, lên mã em sẽ là thắt lưng da bò. Hàng của Mỹ này, đây. Made in USA nhá. Hàng này thì 100% da thật luôn. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra đốt lửa hơi lửa cho em thoải mái luôn nhá. Da thật 100%, cam kết bác luôn. Dùng cực kỳ ok. Cái này đây, con này là anh em đang dùng chắc khoảng tầm là 2 năm nay rồi. Em dùng, chính bản thân em dùng khoảng tầm 2 năm nay rồi. Nói chung là hàng này nó về số lượng ít lắm, nó không về được nhiều đâu các bạn. Không về được nhiều đâu. Mỗi lần về chắc được vài chục cái thôi. Đó thì lên mã em sẽ là thắt lưng da bò nâu hoặc là đen nhá. Đấy, 180.000 một sợi này các bác nhá. 180.000 một sợi này. Hàng của Made in USA. Đấy, bao chất bao xài bác luôn đây. Made in USA này. Đấy, Made in USA nhá. Quá uy tín luôn. Đó, thắt lưng da bò nâu màu đen 180.000 nhá. Thì các bác lấy màu nào thì cứ báo cho em nhá, để em nhặt cho bác màu đấy nhá. Đấy, 180.000 một sợi thôi. Giá quá hợp lý luôn. Tiếp theo thì về luôn cho bác mã hàng đó là cái con ví da khâu tay cũng của Mỹ nhá. Đấy, lên mã em sẽ cái ví da khâu tay. Đấy, có hai, cũng hai mã màu luôn là màu nâu màu đen. Và em báo giá luôn, giá sẽ là 140k cho một cái sản phẩm ví da bò khâu tay nha. Đấy, hai màu,
Màu này màu đen này, đấy, màu đen đây. Màu đen đây các nhá. Con này thì 100% là hàng khâu tay, dùng cực kỳ ok luôn đây. Đấy. Nó khâu hết viền này, khâu hết viền. Đấy, khâu hết viền nhá. Da của nó thì cũng là da nguyên miếng luôn, made in USA. Đó, thấy rõ không? Made in USA. Rất nhiều ngăn nhá, thoải mái các bác đựng luôn. Đấy, ngăn trong ngăn ngoài này, các bác đựng thẻ này, đựng căn cước công dân, đựng giấy tờ này. Bên trong là các bác đựng tiền nong, có cả một ngăn khóa luôn nhá. Đấy, có cả một ngăn khóa luôn. Hàng này em cũng dùng cùng với lại cái thắt lưng này kìa. Em cũng đang dùng cùng với thắt lưng này các bác nhìn này. Da của nó nguyên miếng luôn nhá. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra đốt lửa hơi lửa cho em thoải mái luôn. Hàng cũng 100% da thật nhá. Con này là màu đen này. Hàng của nó là nguyên hộp luôn, các bác có thể mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng này. Màu đen của đây em lấy cho bác còn màu nâu. Nói chung là các bác mua con này về yên tâm về chất lượng đi. Em bảo hành cho bác về da luôn, bảo hành 2 năm cho bác về da luôn nhá. Nếu có vấn đề ví dụ da chóc, da nổ cho các bác trả lại luôn, yên tâm đi. Đấy. Chuẩn chỉ 100% luôn. Đây, con này con màu nâu. Made in USA nhá, quá ok luôn. Cực kỳ xịn này. Đấy, phần viền này nó đều được là khâu tay hết nhá. Đấy, khâu tay bo chắc chắn chất lượng. Đây em lấy cái con ví của em đang xài này. Đây coi như cái này là em dùng khoảng tầm 2 năm nay này. Cái này thì các bác yên tâm là càng dùng nó càng bóng. Đấy, hay của cái sản phẩm da xịn là các bác cứ càng dùng nó càng bóng mà nó càng đẹp đây này. Made in USA nó vẫn còn tem này. Đấy, thẻ thiết ngân hàng vẫn còn nguyên nhá. Vẫn ngon lành luôn. Đấy, rất nhiều ngăn các bác đựng thoải mái, ngăn thẻ rồi ngăn giấy tờ đầy đủ bác luôn. Đó đây. Khâu tay này. Đấy, càng dùng nó càng bóng nha các bác nhìn bình thường này. Thì em không dùng này. Đấy, con này là mới, không dùng thì nó không bóng lắm như con này này. Càng dùng nó càng bóng, nó càng đẹp luôn. Đấy. Hàng cứ bao chất bao xài bác luôn nhá. Hàng này thì hàng da thật 100% nên các bác yên tâm về chất lượng đi, dùng cực kỳ ok. Đấy. Nói chung là bỏ ra với cái số tiền chỉ có 140.000 thôi mà xài nó chất lượng thì các bác nên mua. Các bác nên mua ạ. Đấy, con này là con màu đen. Con này là con màu nâu như các bác nhá. Đấy thì bên em đang bán đồng giá là hai mã này sẽ là 140.000 một cây nhá. Đấy, lên mã em sẽ là cái ví da khâu tay màu nâu màu đen nhá. Đấy, chỉ có 140.000 thôi. Hàng bảo hành da cho bác luôn nhá. Bảo hành cho bác 2 năm về da luôn. Có vấn đề nổ niếc các thứ là bên em đổi bác luôn nhá. Đấy, vì cái sản phẩm này anh em cũng đã dùng và trải nghiệm rồi. Em thấy rất ok nên em nhập về để bán cho bác này. Made in USA này. Đấy, hàng thì số lượng có hạn, nó không có nhiều đâu. Đấy, hàng số lượng có hạn này. Đây này, có cả ngăn khóa, ngăn đồ các thứ đầy đủ hết luôn. Đấy, ngăn khóa để các bác cái ngăn trong này các bác đựng những cái tiền nong thứ này. Đấy, ok luôn nhá. Đó, cực kỳ nhiều ngăn các bác đựng thoải mái luôn. Đó. Ví da nhá. 140.000 một chiếc nhá. Sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác, đó là cái bộ dao Gunbo Nhật 7 món nhá. Báo giá bác luôn là 750.000 một bộ này. Đấy, giá này là giá công khai và em nói luôn là bộ này là đối với cái giá này thì em bao giá thị trường luôn, cam kết là rẻ nhất thị trường, không có ai bán rẻ nha em. Nói luôn đấy, bình thường là các bác cứ đi hỏi chán chê, hỏi thoải mái cho em đi. 1 triệu lên 900.000, nói thẳng luôn, không phải là có cái giá 750 đâu. Đấy. Lãi chút ít, lãi tình cảm các bác thôi. Nên là anh em bán cho các bác với mức giá nó quá là ok luôn. Bộ này thì về các bác dùng thì quá ok rồi. Đấy, bác nào mà có điều kiện thì nói chung là nên mua những cái bộ như này. Đấy, hàng của thương hiệu Gunbo của Nhật nhá. Cực kỳ xịn luôn, mới keng beng luôn. Nguyên hộp, nguyên đai, nguyên kiện như này, mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng cho em. Đấy, đóng gói rất kỹ càng nhá, hộp đựng dao này. Đây là cái đế cài này, đóng cực kỳ cẩn thận luôn nhá. Đây. Con này đế cài của nó thì đế cài inox nhá, đế cài inox luôn. Quá xịn này, đóng gói kinh khủng khiếp luôn. Đóng gói này, đóng gói. Đóng gói là không có gì phải chê cả các bạn. Đây là cái đế cài nó, ui cái đế nặng dã man. Đây, logo Gunbo này, đây là cái đế cài nhá, đế cài này. Đó. Tiếp theo bên trong thì là dao, đây là cái hộp đựng dao này. Hộp đựng dao nặng trịch luôn. Dã man. Đây nhá, sẽ có đầu tiên sẽ gồm là một cái cây kéo này. Một cây kéo này có logo Gunbo này, đấy, một cây kéo sắc bén. Cây này các bác cắt gà vịt thịt xương, cá mú thứ cho em ok luôn. Đây. Đấy không? Quá ok luôn. Đây, đấy, rồi. Tiếp theo thì là một cái cây liếc mài này. Đây một cây liếc mài. Đây cây cái liếc mài, dao mà nhụt thì các bác cho đây các bác liếc qua cho em cái sắc luôn. Đấy, đây. Đấy, lúc nào dùng thì các bác bỏ luôn đây này. Đấy, cắm luôn đây này. Đây còn em bày đây để em quay cho bác coi. Con này thì là một cái con dao vừa lọc vừa thái này. Con này vừa lọc vừa thái nhá, con này vừa lọc vừa thái. Con này đây, logo Gunbo này. Logo Gunbo nhá, Joskin Japan này, thấy không? Joskin Japan. Tay cầm làm vân chống nhân trượt này, hàng đúc liền thân luôn, cực kỳ sắc bén nhá. Test dao ra coi luôn. Dòng Gunbo này các bác yên tâm về chất lượng đi.
không cần phải nghĩ luôn. Các bạn nhìn không? Dã man luôn. Đây, kinh khủng khiếp luôn. Dã man luôn. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra nhá, cẩn thận em nhá. Các bác cầm cũng cẩn thận nhá. Đấy, không phải chửi cái thằng bán dao, mẹ nó bán dao sắc thế. Đây, cứ nhìn này. Kinh khủng khiếp luôn. Dã man. Nói chung là bộ này em bán nhiều rồi, nhưng mà có cái là gần Tết em mới bán thôi, chứ còn đợt giữa năm thì bán cho các bác thì thực ra các bác hơi ít mua, nên là chủ yếu bên em bán cuối năm để các bác dùng Tết thôi. Đây, con này còn hoa quả này, con này thì cũng không sắc không kém gì con kia luôn. Đấy, con hoa quả này thì cũng quá là sắc luôn. Các bạn nhìn này, da nó phải như này. Đấy, kinh khủng khiếp luôn. Đấy. Rồi, tiếp theo là một cái bé này, bé vừa chặt vừa thái này, rồi là vừa làm đủ các kiểu đây. Đấy, vừa chặt vừa thái vừa băm này, chặt nhẹ là ok. Đấy. Cái con này tay cầm thiết kế, cái phần tay cầm rất là to, cầm rất là vừa tay nhá. Đây, dao thái tiết lắc coi, dao chặt nhá. Dao chặt này. Các bạn nhìn dao chặt này. Kinh khủng khiếp. Dao chặt mà nó còn hơn cả dao thái luôn nhá. Dã man luôn này. Đấy, kinh. Đấy, con này là con chặt nhẹ này. Tiếp theo là một con chặt chuyên chặt nhá. Con này thì chuyên chặt rồi. Con này chuyên chặt, chặt gà, chặt vịt, chặt xương, các bác dùng con này chưa? Đấy, con này thì rất là to. Con này rất to. Đấy, chặt gà, vịt, thịt xương đây. Tiết cho các bác con chặt này, các bác cũng choáng luôn này. Đây, còn những con chặt này. Con chặt tiết nó như này thì. Đấy, con chặt này. Đấy, thực ra dao chặt thì tiết giấy nó hơi khó, nhưng nói chung là nó đã khiến được giấy này thì nó cũng rất là sắc rồi các bạn. Đấy, rất là sắc rồi. Đấy, đây. Đường giấy đi rất ok luôn nhá. Đây, đấy, con này chuyên chặt thôi nhá. Đấy, tổng quan một bộ này sẽ gồm có là 7 món thôi nhá, 7 món này. Em đếm lại các coi nhá. Đầu tiên là một cái giá đỡ này. Tiếp theo là một cái kéo là 2 này, một cái cây liếc mài là 3 này. Một con dao nhỏ con hoa quả là 4 này, một cái cây vừa lọc vừa thái là 5 này. Một cái cây chặt băm nhẹ là 6 này, một cái cây chuyên là chặt là 7 này. Đấy, tổng quan bộ dao Nhật 7 cây nha. Với mức giá thì rẻ vô cùng rẻ luôn. Nói chung là cái mức giá này bên em bao giá thị trường luôn. 750.000 bộ nhá, 750.000 bộ và em bao ship tận nhà bác luôn. Bao ship tận nhà bác luôn nhá. Đấy, ưu đãi bao ship tận nhà bác luôn. Chỉ có 750.000 trong một bộ dao Nhật 7 món nhá. Đấy, các bác tội gì các bác không mua. Test cho bác rồi, từng con dao một các thứ luôn. Liếc mài kéo cũng ok luôn nhá. Đấy, không gì chê về con này cả. Quá sắc bén, các bác dùng bộ này cho em. Nói chung là bác nào có điều kiện nên mua bộ này nhá. Dùng cực kỳ ok. Bền, chất lượng mà cái chất dao của nó thì không gì phải chê về dòng combo rồi. Quá ok luôn nhá. Đấy, 750.000 nhá, 750.000. Bao ship tận nhà luôn, 7 món. Đấy, có cả giá đỡ đầy đủ luôn. Về là các bác chỉ việc xài thôi, không cần mua thêm gì cả. Mình dùng là mình dắt luôn lên cái giá đỡ này. Nhìn nó rất là gọn gàng, nhìn cái căn bếp nhìn nó sang trọng lịch sự này. Đấy, dắt luôn lên đây cho em. Dùng đến đâu là mình lôi ra đấy. Lúc nào dùng xong là mình rửa giấy mình lại dắt vào. Rất gọn gàng ok nhá. Đây. Đấy, khi nào mà dắt vào nó sẽ nhảy. Quá đẹp luôn này. Đấy, dắt vào nó sẽ nhảy. Bóng sáng đẹp luôn. Nói chung là cực kỳ ok. Đây nhá. Đẹp ok luôn. Chỉ có 750.000 thôi. Bao ship đến tận nhà bác luôn. Bộ dao Nhật 7 món nhá. Đó, chốt đơn luôn các bác ơi. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác hàng, đó là cái bộ dao của Đức nhá. Đấy, bác nào mà không thích dòng của Nhật thì có thể tham khảo dòng của Đức. Đấy, dòng của Đức thì nó rẻ hơn luôn. Nó chỉ có 670.000 một bộ thôi. Và bên em cũng sẽ bao ship cho bác luôn. Thì đây, bộ dao của Đức, bộ này thì hàng của thương hiệu Winling. Đấy, logo hình hai thằng người. Thương hiệu này chắc là nhiều bác biết về cái thương hiệu này rồi. Rất là nổi tiếng rồi, chuyên về đồ nhà bếp của Đức thôi nha. Đấy, bộ này thì cũng nguyên hộp luôn. Đây, đổ ra con. Đấy, đóng gói cũng y như bộ kia luôn. Bộ này nói chung là của thằng Đức này, nó đang cạnh tranh trực tiếp với thằng Nhật này. Đấy, hai thằng nó đang cạnh tranh trực tiếp với nhau. Đây, bộ này thì cũng đầy đủ, sẽ gồm có một cái giá đỡ này, cũng 7 món như bộ kia. Đấy, thì bác nào mà kinh tế nó gì, kinh tế nó gọi là thấp hơn một chút thì mình có thể tham khảo bộ này nhá. Đây, logo nổi Winling nha. Đấy, cũng inox 34 nhá, giá đỡ này. Tiếp theo thì đến cho bác là cái khay định dao này, đóng gói hơn cả kỹ nhà ông Nhật luôn, dính riếc các kiểu. Đây, đấy, đây là combo này, quá thể luôn đó. Rồi, đầu tiên thì đến luôn cho bác là một cái cây kéo này. Đấy, cây này thì cắt gà, cắt vịt, cắt thịt, cắt xương thì cực kỳ ngon này rồi. Đấy, đây, logo Winling nhá. Made in Germany này. Đấy, có logo dập chìm trên sản phẩm luôn. Cực kỳ chất lượng. Con này là cái cây kéo cắt gà, cắt vịt, cắt thịt xương, cắt nhà bếp này. Tiếp theo thì là một cái cây liếc mài nhá, một cây liếc mài. Đây, cây này cây liếc mài, quá ok luôn. Đấy, bác nào mà dao nhụt thì các bác lấy cái liếc qua chút nhá. Đấy, cắm luôn này.
Đấy, cắm luôn đây. Tiếp theo thì là một cái cây dao thái. Cái này thì cũng để chuyên để lọc thái nhá, chuyên lọc thái. Chuyên lọc thái này, logo Willing này. Đấy, logo Willing. À, đây, Made in Gapani nhá, đầy đủ ngon lành luôn. Con này chuyên lọc thái nhá. Con này lọc thái thì cực kỳ chất lượng. Hàng cũng bao sắc lắm luôn này. Cho các bác xem giấy này. Đấy, con này thì không phải chê rồi, những dòng Đức thì quá chất lượng luôn. Đấy, cực kỳ ok luôn nhá, đây. Dã man luôn. Đường giấy đi mịn mịn không nhìn này, đường giấy đi mịn mịn luôn. Ok. Đấy, dắt vào đây. Dùng xong các bác sắt đây. Cây này thì tiếp theo là một cái cây dao gọt hoa quả đây. Con này thì chuyên bác gọt hoa quả. Đấy, đây, chuyên bác gọt hoa quả này. Con này nhỏ nhỏ gọt hoa quả rất hợp lý luôn. Đó. Tiếp theo nữa thì là một cái cây dao chặt. Nói chung là bộ này thì nó cũng như kiểu bộ Đức thôi. À, bộ Nhật đúng không ạ? Đấy. Chặt thì nó sẽ có hai con, một con chặt nhẹ, một con chặt nặng thôi nhá. Đấy, em quay nhanh quá luôn. Đây, con này là con này là con chặt. Con này con chặt nặng này, con này con chặt nhẹ này. Chặt nhẹ này nó sẽ mỏng một chút. Con chặt nặng nó dày hơn. Đấy, nói chung là hai con chặt, một con chặt nhẹ, một con chặt nặng, một con vừa băm vừa chặt này. Đây, đó. Logo Wailing à, cực kỳ xịn ngon lành nhá. Đó đây. Đấy, dùng xong rồi các bác cho vào cái giá nha. Đấy. Tổng quan bộ sản phẩm đây, bộ này thì sẽ có giá là 670.000 thôi. 670.000 và cũng bao ship cho bác tận nhà luôn. Có đầy đủ cả giá đỡ thứ đầy đủ luôn. Để về các bác sử dụng nhá. Đây em bày ra đây một lần nữa nhá. Các bác coi từng món một luôn này. Đấy, quá uy tín luôn. Đây nhá. Sẽ gồm có các bác là một cái giá đỡ này. Một cây kéo cắt và gà thịt xương cắt nhà bếp này. Một cái cây lước mài này, một con dao gọt hoa quả này, một cái con dao lọc thái này, một con chặt nhẹ này, một con chuyên để chặt này, chặt nặng, chặt xương, chặt gà, vịt các thứ ok này. Đấy, tổng quan bộ này cũng 7 món, cũng như của bộ Nhật luôn, bộ này cạnh tranh trực tiếp với bộ Gunbo Nhật này. Đấy. Thì bộ này sẽ có giá là 670.000 nhá, 670.000 cho một cái bộ dao Đức 7 món nha. Và bên em cũng bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy thì các bác tham khảo ưng cái bộ nào thì các bác có thể chốt nhá. Đấy, em báo giá lại lần nữa thì bộ Nhật thì sẽ có giá là 750.000 và bao ship nhá. Còn bộ của Đức thì sẽ có giá là 670.000. Đấy thì các bác cứ cân đối xem ưng cái bộ nào thì cứ báo nha. Thì em sẽ chốt cho bác nhá. Đấy, bộ Đức 670, bộ Nhật 750. Đó. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái bộ thớt Đức này. Bộ thớt Đức nhá, bộ này cũng dùng nhà bếp thì cực kỳ ok luôn. Đấy, dòng thớt Đức hai mặt nhá, một mặt inox và một mặt nhựa. Kích thước của nó sẽ là 42x30. Báo giá công khai với các bác luôn là 210.000 thôi. 210.000 cho một con sản phẩm này. Con này thì các bác cầm yên tâm, nặng lắm. Nó phải nặng hơn 2 cân mà. Nặng kinh khủng khiếp luôn. Nặng trịch luôn nhá. Đấy, nặng hơn 2 cân nhá. Nặng dã man luôn. Đấy. Hai mặt luôn nhá, một mặt inox này. Mặt sau là nhựa này. Đấy, mặt nhựa các bác dùng để thái trước các thứ này. Còn cái mặt inox này các bác băm chặt các thứ ok luôn này. Đấy. Logo Wailing này. Đây logo Wailing. Inox 304 nhá, Su 304. Đấy, Made in Germany. Có phần quai sách này. Toàn bộ cái phần rìa ngoài nó đều được bo một cái lớp nhựa nhá. Đấy, vừa chống sốc này, chống trơn trượt này. Các bác để lên cái phần mặt kính, mặt đá ở cái phần bếp nhà mình nó không lo nó bị trơn trượt nhá. Đấy, cái ma sát của nó rất là tốt luôn. Cái ma sát rất là tốt nhá, nó không bị xê dịch các bạn. Đấy, vì nó ôm rất là chắc vào. Đấy. Và cái mặt inox này là nó thiết kế theo cái dạng là đây này. Các bạn nhìn này, cái vân ngang vân dọc này, các nhìn này vân ngang vân dọc nhé, khi mà các bác sử dụng các bác xài nó không bị ấy, nó không bị trơn trượt nhé, bị trơn trượt. Đó, giá thì quá là hạt rẻ rồi. So với mọi năm thì cái mức giá này các bác rất dễ mua luôn. Bình thường em đang bán năm ngoái rồi, đang bán con này khoảng tầm 350.000 cho đến 370.000 con luôn. Đấy là đấy, nó về cái lô này giá nó rất là tốt. Nó chỉ có 210.000 thôi. Đấy, và còn hai mặt luôn, hai mặt và kích thước rất là to. 42x30 nhá. Các bác tưởng tượng là 42x30 nó rất là to. Đấy, to cực kỳ luôn. Các bác chặt thái cái thứ giờ thoải mái. Nhà Tết nhất là lắm công việc. Đấy, mình chặt thái cỗ bàn thứ là con này thì quá ok luôn. Đấy, chỉ có 210.000 thôi. Giá quá hạt rẻ. Bình thường các bác mua một chiếc thớt gỗ giờ nó đã rơi vào khoảng tầm, có những cái thớt đắt nó rơi khoảng tầm 500-600.000. Đấy, nhưng con này là thớt inox nhá, hai mặt luôn. Thớt inox các bác dùng rất là sạch sẽ, yên tâm, không lo nấm mốc này. Không lo nó bị cặn bẩn mùn miếc các thứ này. Đấy, các bác dùng thuốc inox thì quá là sạch sẽ rồi. Đó. 210k nhá, 210k. Lên mã giúp em sẽ là thuốc Đức hai mặt nhá. Kích thước là 42x30. Đấy, bao ship cho bác luôn.
Bảo tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái bộ mũi khoan đa năng này. Lên mã em xem cái bộ mũi khoan đa năng. Hôm qua giảm cho bác 100.000, chốt liên tục luôn, chốt điên tòi tọi luôn mới nhá. Đấy, hôm nay tiếp tục hàng về nhá, lô mới luôn. Một bộ mũi khoan đa năng 5 mũi. Đấy, 5 mũi hàng bãi Nhật nhá, 5 mũi hàng bãi Nhật đây. À, 2 4 tổng là 5 mũi này, sẽ gồm có cho bác là 2 mũi 6 nhá, 2 mũi 6 này. Đây, 2 mũi 6 này, 2 mũi 6 là cái mũi khoan mà phổ thông khoan nhiều nhất này. Tiếp theo là một cái mũi 8 nhá, một mũi 8. Đấy, một mũi 8 này, một mũi 10 và một mũi này sẽ là mũi 12 là mũi lớn nhất nhá. Mũi này là mũi 12 này, đấy phi 12. Đấy sẽ gồm có tổng là 5 mũi nhá, 5 mũi. Đấy, đây. 6 này, 8 này, 10 này và 12. Đấy vì em giá hiện tại đây em đang xả kho cực kỳ rẻ luôn, chỉ có 100.000 bộ thôi. Lên mã em sẽ cái bộ mũi khoan đa năng 5 mũi nhá, mũi khoan đa năng 5 mũi, 100k một cái bộ mũi khoan đa năng 5 mũi nha. Cái bộ mũi khoan đa năng 5 mũi này nó hay ở một cái điểm là cái phần đầu của nó là cái đầu nhọn, cái đầu tên lửa này, các bạn nhìn này. Cái đầu tên lửa nên khi mà các bác khoan ấy, đặc biệt là các bạn khoan những cái phần điều kiện môi trường là ví dụ như là nó trơn trượt như là gạch men các thứ rồi, những cái tường nó trơn. Mà đôi khi các bác dùng cái con mũi khoan tù ấy là không bao giờ là nó bắt vào ngay đâu, nhưng mà con này này các bác nhấp nhả và đều cho em là nó vào rất là ngọt luôn và nó vào đúng cái vị trí mà các bác đánh dấu luôn. Nên là hay ở cái điểm đấy là cái đầu tên lửa này, đây này. Đấy, khoan rất ok. Cái này em cũng đã dùng rồi. Mà đặc biệt là các bác khoan những cái chỗ tường trơn, đặc biệt là ví dụ như tường gạch men. Đấy, là cực kỳ ok luôn nhá. Đấy, nói chung là recommend các bác dùng cái con này. Cực kỳ ngon này luôn. Đó, bộ mũi khoan đang giảm giá sập sàn cho bác là chỉ 100.000 thôi. Bữa trước này em đang bán 150 đấy. Đợt này sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái giá đỡ bát sen này. Đấy, nhà các bác mà hay có những cái sen mà đặc biệt là cái giá đỡ là nó bị hỏng mà các bác mua thì ngại lắp rồi là nó lỉnh kỉnh, thì các bác mua trong cái giá đỡ về, nó là dòng giá đỡ thông minh đời mới bây giờ. Đấy, nó không cần phải khoan lỗ hay đục tường gì, vừa xấu vừa mất công mất thời gian thì các bác mua cho em cái này về. Đấy, thì nó ở đây nó có một lớp keo dán này, về các bác cho em ra bóc cái lớp bảo vệ keo ra, bóc ra sau đó các bác vệ sinh và lau khô sạch sẽ cái chỗ mà các bác cần dán. Đấy, sau đó các bác lau khô sạch sẽ rồi thì các bác bóc ra, sau đó các bác dán trực tiếp vào. Đấy, và các bác miết cho em vào. Đấy, và khi mà các bác dán lên thì đây nó có cái chiều này, dán lên cho em và các bác sử dụng là đeo cài cái tay sen tắm của nhà mình vào nhá, mà chắc cực kỳ luôn. Đấy, các bác dán lên chắc lắm. Đấy, như em cũng đang xài một cái này chắc lắm, em dán em dùng tầm 2 năm nay không vấn đề gì cả, không có bong chóc hay vấn đề gì luôn. Đấy, mà trước khi dán giúp em là vệ sinh, các bác vệ sinh sạch sẽ anh em nhá. Đó thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái giá đỡ bát sen. Đấy, dán tường, giá đỡ bát sen dán tường bên em đang gửi bác là 30.000 một cái này, chỉ có 30.000 thôi mà giá hạt rẻ mà dùng tiện cực kỳ luôn. Đây, cái này thực tế thì em đang xài đây. Đấy, thực tế thì em đang xài nhá, dùng tiện lắm đó. Về các bác không phải khoan lỗ liếc gì cả, về chỉ việc là vệ sinh sạch sẽ xong rồi các bác dán vào là xài thôi nhá. 30.000 một cái này đó, về các bác cài cái sen lên. Đấy, mình tắm xong mình cài sen nó tiện lắm. Tiếp theo thì lên nhanh cho bác đó là cái cây kìm xanh, cái cây kìm để các bác dùng để cắt chân linh kiện này. Đấy, cắt ví dụ cắt dây điện rồi cắt chân linh kiện rất là sắc luôn. Hàng này thì bao sắc bác luôn này, các bác nhìn này. Ở đây không, sắc bén dã man luôn. Đây. Đấy, cái bìa này nó còn cắt được, chứ còn ví dụ những cái dạng dây mạch, dây chân linh kiện thì nó bấm phát một nhá, bấm sắc lắm. Đó thì em báo giá luôn. Cây này thì bên em cũng đang xả kho cây này. Giá nó chỉ có là đi 20.000 một cây nhá, 20k thôi. 20k một cái cây kìm xanh cắt chân linh kiện nha. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái cây kìm xanh cắt chân linh kiện nha, 20k một cây. Đây, có nhìn cái phần lưỡi thôi, lưỡi sắc lắm, cắt ngọt lắm, cắt bấm dây điện rồi là bấm chân linh kiện ngọt cực kỳ luôn. 20k một cây, hoặc là thậm chí các bác có thể cắt móng tay luôn nhá, 20.000 một cây nha. À, nhiều bác cũng hỏi bên em là có nhựa thông không, thì đây anh em có cái mã nhựa thông nha. Đấy, nó một hũ nhỏ nhỏ thôi. Đấy, nhưng mà dùng nói chung là bác nào dùng ít hoặc là hàng gọi là vừa vừa dùng gia đình thì một hũ này dùng cũng thoải mái, chắc cả 5 giờ luôn nhá, một hũ. Nhưng mà nhìn rất là nhiều đấy. Đó thì lên mã giúp em sẽ là cái hũ nhựa thông nhỏ nhỏ nha. Giá em đang bán một hũ này thì tiền nó nhỏ thôi, nó nhỏ nên tiền nó nhỏ nhá, 10.000 hũ nhá, 10.000 một cái hũ nhựa thông nha. Đấy, chỉ có 10.000 một cái hũ. Lên mã em sẽ là cái nhựa thông nhá. Đấy, hộp nhựa thông 10k một hộp nhựa thông nha, có nhá, 10k một hộp nhựa thông. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái nhíp kẹp này, nhíp kẹp để về các bác gấp những cái dạng linh kiện nhỏ này, hoặc là ví dụ như là các bác hay có những cái tổ yến các bác dùng để các bác gấp lông nó ra ấy, thì đây nó là một cái dụng cụ này về dùng rất hay. Đấy, hàng của Vtut này rất là ok, mã này ST10. Con này cái phần đầu nhọn của nó nhọn như kim luôn, nên là những cái sợi tóc nhỏ ti này là nó có thể là gấp được luôn. Đấy, những cái sợi tóc nhỏ ti nó có thể gấp được luôn. Đó, nó rất là ok. Đây để em ví dụ đây.
Đấy, có những cái ví dụ sợi tóc này nhỏ này. Đấy, gắp ra ok nhá. Đấy, rồi những cái bìa to to này cũng có thể gắp được luôn. Đấy, con này gắp ngon lắm. Đấy, gắp cực kỳ ngon luôn. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cây nhíp kẹp nhá. Đấy, cái cây nhíp kẹp. Đó, bên em đang gửi bác một cái cây nhíp kẹp như này là 15.000 một cây nhá. 15k một cây. Đấy, hàng của nó cũng mới nguyên vỉ này. Mà tiện cực kỳ dùng, nhiều khi cần dùng đấy. Nhiều khi các bác gắp những cái chi tiết nhỏ các bác cần dùng cái con này. Hoặc cái anh chăm cho anh em thợ thiền làm linh kiện điện tử gắp những cái con linh kiện nhỏ cũng ok luôn. À, 15k nhá, lên mã em cái cây nhíp kẹp 15k một cây. Đấy, 15.000 một cây nhíp kẹp nha. Tiếp theo thì ở đây lên luôn cho bác đó là cái mã pin 12V 23. Đấy, chuyên dùng cho bác lắp ở điều khiển từ xa, remote điều khiển từ xa, cửa cuốn này, rồi những cái điều khiển từ xa mà bây giờ pin nó toàn dùng những cái pin này thôi. Đấy, cái pin này nó rất là dị mà bình thường là thị trường các bác kiếm ở ngoài cửa hàng rất là khó vì rất ít người ta bán được pin này. Đấy, thì bên em có pin này. Đó, giá thì nó cũng hạt rẻ. 10.000 có nhá, 10.000 một viên như này. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái pin 23A. Đấy, pin 23A 12V. Đấy. 23 12V này. Đấy, nó nhỏ nhỏ như cái đốt ngón tay em thôi này. Đấy, nhỏ nhỏ đốt ngón tay này. Đó, thấy không? À, giá bên em đang gửi bác là 10.000. Đấy, chuyên dùng cho những cái dạng cửa cuốn nó hay dùng cái pin này, hoặc là những cái điều khiển từ xa ấy, những cái bộ điều khiển từ xa nó hay dùng cái pin này. Đấy, thì các bác nếu mà điều khiển ra hết pin hoặc là những cái thiết bị hết pin thì các bác mua pin này về các bác thay cho nó ok. Đấy, pin công suất 23 12V. Đó, 10.000 đúng nhá, 10.000. Đấy, cứ bán lẻ các bác là 10.000 một viên nha. Lấy bao nhiêu viên tính bấy nhiêu tiền. Đó, 10.000 một viên. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái rắc tẩu cái này. Đấy, cái tẩu này chắc là nhiều bác hay yêu tô rồi các bác hay biết này. Đấy, còn có khi là nhiều bác chưa biết thì đây em giới thiệu luôn. Đấy, nó là sẽ gồm có là hai cái kẹp, thì về các bác kẹp vào trong bình ắc quy, kẹp vào trong cái nguồn điện 12V ấy, hoặc là điện DC điện 24V ấy, và khi nó sẽ ra là một cái tẩu cái này để các bác cắm những cái con đực vào. Đấy, nó sẽ có những con đực đi theo, ví dụ như là những cái quạt này, rồi là những cái thiết bị nó dùng có những cái con đực hoặc là những cái bơm tẩu ấy, nó dùng có những cái con đực ấy, để các bác cắm cái con đực vào cái con cái này thì nó sẽ cấp nguồn và nó sẽ sử dụng được các nhá. Đấy, thì con này chuyên dùng cho bình ắc quy. Đấy, kẹp vào cho những cái bình ắc quy hoặc là những thiết bị sử dụng điện 12V là dùng con này là ok. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái tẩu cái nhá. Tẩu cái đây, hình dáng nó sẽ như này. Đấy, cái tẩu cái này trên ô tô hay có này. Đấy, các bác dùng cái rắc đực các bác cắm ở đây nó sẽ cấp nguồn được cho nó. Đó, tẩu cái bên em đang gửi bác một cái tẩu cái này là 40.000 một cái nhá, 40.000 thôi, 40k. Đấy, cứ lên mã giúp em sẽ cái đầu tẩu cái. Đấy, đầu tẩu cái nó gọi là đầu tẩu cái, 40.000 một cái. Đó là cái quyển sách nói song ngữ này. Đấy, một quyển sách nói vừa có hình vừa có cả giọng nói rất là hay luôn. Đấy, mà cái con này nó có cả hai ngôn ngữ tiếng Anh tiếng Việt luôn nhá, để về cho các bé thì mình học rất là tiện dụng. Sách quý song ngữ cho trẻ em này. À, phát triển trí tuệ con trẻ là trợ thủ tuyệt vời cho con này. Minh họa sinh động là hứng thú này, sản phẩm từ kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm, hướng dẫn tuyệt vời giúp bạn nhập môn nhanh chóng nhá. Đó. À, bằng cách nhận biết chữ cái song ngữ này, kiến thức toán học này, từ ngữ thông dụng và thực phẩm này, nhận biết màu sắc hình học thế giới động vật. Đó, thì ở đây nó hướng dẫn sử dụng đây luôn. Thì cái con này nó rất nhiều nội dung khác nhau, nó hơn 300 nội dung nhá. Đó, nó sẽ có hình ảnh này, rồi là có chữ này, rồi là có cả giọng nói tiếng nói cho các bé. Nếu mà các bé nào chưa đọc thì các bé có thể nghe nhá. Đấy, nghe và đọc theo. Đó, nó rất là thông minh luôn. Cái này thì giá nó hạt rẻ mà nó cũng rất là hữu ích cho các bé nhà mình. Giá thì em báo luôn, lên mã giúp em sẽ là quyển sách nói. Cái này thì bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là 110.000 cho một quyển sách nói này. Đấy, 110.000 một quyển nhá. Mua về cho bé nhà mình học rất là ok luôn. Hơn 300 nội dung mà dùng tiện lắm. Về thì các bác mở cho cái nắp này ra. Đấy, sau đó, của đó các bác mua cho em 3 viên pin nhá. Hàng này thì bên em là gửi chỉ uống nguyên sách không nhá, thì về các bác chịu khó là các bác mua giúp em là 3 cái viên pin con thỏ các bác lắp vào. Đó, thì về các bác lắp cho em 3 viên pin con thỏ vào, sau đó các bác bật lên các bác xài thôi. Đây như em hướng dẫn các bác sử dụng luôn này. Thì khi mà về các bác mở ra, sau đó là ở đây nó sẽ có hai cái nút nguồn nhá. Cái nút nguồn đầu tiên đó là cái nút nguồn màu xanh ở bên này, thì các bác sẽ bấm vào đây. Đấy, thì nó sẽ khởi động lên là khởi động cái quyển sách nhá. Và cái nút thứ hai đó là cái nút khởi động của trang nhá. Nó sẽ có từng trang một riêng biệt nhá. Đấy, ví dụ các bác bấm vào trang này thì các bác bấm cho nút ở đây thì nó sẽ hiện lên trang này. Đó, đấy thì nhìn thấy nội dung nào bấm nội dung đấy thì nó sẽ kêu lên các nhá. Nó sẽ kêu lên và có hình ảnh các thứ kèm minh họa luôn, rất là hay. Nếu mà muốn sang trang tiếp theo thì các bác lại bấm cho em cái nút ở trang tiếp theo, nút màu cam ở trang tiếp theo này. Đấy, bấm này. Quả thanh long, đàn piano. Đó, còn nếu mà view các bác không bấm ấy thì view các bác mở sang trang tiếp nhá, các bác bấm này. Đàn piano.
Đấy thì nó vẫn là trang cũ, nó không chuyển lên trang mới đâu. Các bác muốn chuyển sang trang mới là các bác phải bấm lại cái nút này cho em. Đấy. Bấm tiếp này. Đó, cái này là ngôn ngữ tiếng Anh nhá. Đấy, thì nó sẽ có tiếng Anh, tiếng Việt này, rồi là có nhân vật này, bố mẹ này, động vật này, phương tiện giao thông. Cái này nó hơn 300 nội dung cơ, toàn những cái nội dung cơ bản dành cho các bé nhá. Nên là rất là hữu ích luôn, cho các bé biết được nhiều kiến thức hơn nhá. Đó, thì lên mã giúp em sẽ là cái quyển sách nói, giá bên em đang gửi bác là 110.000. Hàng này thì bên em gửi thì sẽ không có kèm pin nhá. Nhắc lại với các bác là không có kèm pin, thì về các bác tự mua pin các bác lắp vào nhá. Đấy, tự mua pin các bác lắp vào. Đấy, giá sẽ là 110.000 một quyển sách nói song ngữ hơn 300 nội dung nha. Rồi, một cái sản phẩm tiếp theo thì đó là cái mã kính nhà hàng. Thì hôm nay lâu lâu quay cái mã này và hôm nay em cũng lên mã xả kho mã luôn. Đó, các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái kính hàn điện tử, kính hàn tự động nhá. Cái con này khi mà các bác hàn nó sẽ tự động nó tối lại, rất là hay luôn, rất là thông minh cho các bác dân hàn xì. Anh em thợ thuyền dùng cực kỳ tiện, bảo vệ đôi mắt của bác nhá, rất là an toàn luôn. Thì em báo giá luôn, lên mã giúp em sẽ là cái kính hàn. Kính hàn này thì hôm nay em xả kho luôn, bữa trước đang bán bác là 200.000, hôm nay em về với bác mức giá rất dễ mua luôn, 120.000 một cái nhá, 120k. Đấy, 120k. Cứ lên mã giúp em sẽ là cái kính hàn thông minh. Đấy, kính hàn thông minh nhá, 120.000 một cái đây. Để em test cho bác về cái chức năng của nó này. Đấy, con này thì về các bác cứ đeo vào mắt bình thường thôi. Đấy, và các bác hàn. Đấy. Hàng nó mới nguyên vỉ này. Đấy, mới kem nguyên vỉ. Hàng này thì của Kabushi nhá, chứ không phải hàng trôi nổi đâu các nhá. Đấy, hàng hãng của Kabushi luôn. Đó. Có dây đeo sau đầu nếu mà các bác hay trèo leo nhiều. Đấy, kính hay bị rơi thì các bác đeo cái dây vào cho em, còn không thì mình đeo bình thường thôi. Thì về các bác bóc cho em mấy cái lớp siêu ra, ở đây nó có mấy cái lớp siêu này. Đấy, các bác bóc vào cho em. Bóc vào nhá. Đó. Bóc ra này, rồi là các bác bóc cho em cả cái lớp này ra này, bóc hết ra. Đấy, bóc hết ra. Sau đó là các bác đeo vào, các bác nhìn bình thường. Thì khi mà các bác đeo vào nhìn thì cái con này các bác vẫn nhìn như bình thường này. Đấy, vẫn nhìn như bình thường, các bác nhìn thấy không? Vẫn nhìn thấy bên dưới tay em này. Đấy, tay nó vẫy vẫn nhìn thấy này. Đấy, vẫn nhìn thấy các bác nhá, vẫn nhìn thấy rất là hay. Còn ví dụ khi mà các bác lé một tia hàn lên, đấy thì em sẽ bật cho bác coi. Đấy, ở đây em có một cái đèn pin này, nó có chế độ nháy này. Đấy, để em bật lên cho bác coi nhá. Đây, có đợi một chút. Đây, khi mà nháy lên này. Đấy, khi mà nháy này. Con này đèn nó không, đèn cái đèn nó nháy tối, để em lấy cái đèn khác. Đây nha, đây bình thường là các bác sẽ nhìn thấy bình thường nhá. Đấy, còn ví dụ như là đây em đang dùng một cái đèn pin mà nó nháy nháy kiểu tia hàn em dí vào này. Các thấy không? Tối đen luôn. Bỏ ra này, đấy là nhìn luôn. Dí vào này. Đấy, tối đen luôn. Đấy, bỏ ra cái nó lại nhìn thấy nhá. Dí vào phát này, tối đen xì luôn. Đấy, nên rất là thông minh. Bình thường là các bác cứ phải nhắm mắt các thứ này, nó đau mắt. Đấy, nhắm mắt đau mắt nhiều mỏi mắt thì các bác cái con này tự động nó sẽ tối luôn. Đấy, tự động nó sẽ tối luôn, nó thiết kế hoạt động rất là thông minh, rất là hay. Đó. Và kính nhìn cực kỳ trong, nhìn rất sắc nét nhá. Đó thì đang là giảm giá xả kho đấy, chỉ còn có 120.000 cái thôi. Giá rất tốt luôn. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái kính hàn của Kabushi nhá, kính hàn thông minh của Kabushi. 120.000 một cái này. 120.000 một cái này. Tiếp theo thì lên nhanh cho bác, đó là cái mã dao chặt C3 này. Con này về các bác chặt gà, chặt vịt, chặt thịt, chặt xương, thái được luôn cho em, rất sắc bén. Đó đây, thiết kế phần trên này làm vân nhám để không bị khi các bác thái chặt không bị dính nhá. Phần dưới làm trơn bình thường. Tay cầm thì cán nha, rất chắc chắn luôn. Hàng này của nó sẽ hàng liền thân này, từ trên đến dưới luôn, nên khi mà các bác xài không lo nó bị long chui, long cán, không lo bị gãy nhá. Hàng của nó thì sẽ là hàng ba đinh cán nha, rất chắc chắn. Về các bác chặt gà, vịt, thịt xương nó ok, có cả phần lỗ đeo dao luôn. Đó, con này đặc biệt là cho chị em phụ nữ thì cầm rất vừa tay. Đấy, nó nặng khoảng tầm 4-5 lạng nhé, khoảng tầm 400-500 gram. Nói chung là cầm rất vừa tay. Bác nào mà tay yếu sáng này ok, mà sắc cực kỳ luôn các bạn. Con này em cũng không rõ nó bằng cái chất thép gì, nhưng mà như em đang xài một con này, xài tầm hơn 2 năm nay, sắc lắm. Mà nó sắc lâu cực kỳ luôn. Đấy, về các bác dùng nghiện con này luôn. Thật sự các bác dùng thích cực kỳ. Đó thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cây dao chặt. Mã của nó sẽ là dao chặt C3 nhá. Đấy, dao chặt C3. Cái này thì em bán cực kỳ nhiều rồi. Đấy, các bác dùng phản hồi cũng rất ok. Báo giá luôn 100.000 một cây thôi. Đấy, chỉ có 100.000 một cây. Bỏ ra giúp em 100.000 mua cho em một con dao chặt này về các bác xài rất ok luôn. Đấy, chặt này, chặt gà, chặt vịt, chặt thịt, chặt xương này, thái ok luôn này, sắc bén cực kỳ. Đấy, bảo hành sắc các bác luôn nhá, dùng ok lắm. Dao chặt C3 100k một cây quá nhá. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là một cái dụng cụ nhà bếp này, đó là cái ép tỏi của Đức quá nhá. Lên mã em sẽ là cái ép tỏi của Đức, của thương hiệu Willing. Đó, thì về các bác cho hành cho tỏi đây các bác ép này. Bình thường là các bác cứ phải băm nhá. Băm nó rất là mất công, rồi là cứ phải lỉnh kỉnh. Đấy, cho đây có ép cái nát luôn. Đấy, cho đây ép cái nát luôn nhá, rất ok. Đó, rất xịn sò, chắc chắn lắm, dày cực kỳ luôn. Con này dày lắm. Nó làm rất dày mà chắc cực kỳ. Cho đây ép cái xong. Đó. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái ép tỏi của Đức cô nhá, ép tỏi của Đức. Con này thì giá của nó sẽ là đi
giá nó thì cũng hạt rẻ thôi, 60k thôi nhá, 60k một cái ép tỏi này, chỉ có 60 ngàn một cái, giá hạt rẻ mà tiện cực kỳ, dùng nhà bếp ok. Rồi, một cái sản phẩm rất hay đó là cái xi đánh giày này. Đấy, các bác cứ lên mạng em xem cái hộp xi đánh giày hoặc là đánh bóng đồ da đều được nhá. Đấy, xi đánh giày hoặc đánh bóng đồ da đều được. Thì một cái sản phẩm này sẽ gồm có là một cái lọ nước tẩy rửa này. Đấy thì đây là cái lọ nước tẩy rửa để các bác tẩy rửa sạch sẽ cái phần cái chỗ mà các bác muốn đánh đi, sau đó các bác dùng cái miếng này các bác đánh lại cho em. Đấy, các bác đánh lại cho em. Đặc biệt là các bác đánh giày da, đồ áo da, tại khi mà các bác đánh lại nó rất là bóng mà nó bảo quản cái đồ da nó không bị ẩm, không bị mốc nhá. Nó có một cái lớp kiểu dạng màng dầu thực vật ấy. Đấy, khi mà các bác đánh vào nó không lo nó bị mốc hay bị ẩm, bảo quản đồ da rồi là tạo độ bóng, độ mới cho da, cho giày da, cho đồ da này mình nhá, rất ok luôn. Đây, đấy, nó là một cái miếng bông này, bên trong nó tẩm những cái chất làm bóng rồi nên dùng rất ok. Đấy, và đi kèm là một cái lọ nước tẩy nha. Đấy, những cái chỗ nào bẩn thì các bác dùng cái lọ các bác tẩy, sau đó các bác dùng cái lọ cái miếng này các bác đánh, các bác làm bóng cho em rất ok. Đây em đánh cho bác coi này. À, giới thiệu lại bác một chút các bác nhá. Cái lọ này nó là cái lọ, nó cũng là cái lọ nước bóng luôn. Thì ví dụ như là cái miếng này mà nó hết này là các bác đổ vào đây. Đấy, các bác đổ bít tẩm vào cho nó đậm đậm lên, sau đó các bác đánh vào thì như em vừa đánh nha. Đánh đồ da cá nhìn nó bóng luôn này. Đấy, em vừa đánh vào cái dép da em này, bóng luôn, rất là hay. Đấy thì đó là cái lọ nước thêm nhá. Đấy, thêm nó thêm kèm thêm một cái lọ này là khi mà hết là các bác lấy cái này, các bác đổ đem ít, chấm đem ít cho nó ngấm vào, sau đó các bác lại dùng cái miếng này các bác đánh, đánh cho em nhá. Đó thì làm bóng đồ da, đồ giày. Đấy, làm bóng rất ok. Đây là con gì tay em bóng luôn này. Đấy, vừa cầm tí bóng luôn. Đấy. Rồi là nó giữ cho đồ da, đồ giày được bền hơn luôn nhá. Đó thì em báo giá luôn. Thì một cái bộ này nó sẽ gồm có là gửi cho bác là một cái lọ như này và kèm là một cái hộp như này nữa là 30.000 nhá, 30.000. Các bác cứ lên mã giúp em xem là cái xi đánh bóng cái xi đánh bóng giày. Đấy, xi đánh bóng giày da, giày dép này. 30k nhá, 30k. Đấy, sẽ gồm có là một cái hộp này và một cái lọ này và một cái miếng này là 30.000 một bộ này có nhá. Tiếp theo thì lên nhanh các bác, đó là cái mã dao sưu tầm này, về các bác dùng để sưu tầm, dùng chơi. Đấy, hoặc ví dụ đi rừng, đi phượt, đi picnic, đi chơi, mình có con dao mình để gọt hoa quả rất ok. Đấy, nó nhỏ nhỏ này thôi, nhỏ nhỏ xinh đó, rất là đẹp nhá, mà giá thì hạt rẻ bình dân, đựng trong một chiếc bao rất đẹp nha. Đó, lên mã giúp em sẽ là cái cây dao sưu tầm, mã sẽ là dao S1 này, mã dao S1 nhá, em báo giá luôn, bên em gửi bác là 30.000 một cây dao mã S1 nhá. Đấy, 30.000 một cây. Đấy, nhỏ nhỏ xinh nha, về gọt hoa quả, đi rừng, đi phượt, đi chơi, hoặc là các bác dùng để sưu tầm cũng rất là đẹp luôn. Đó, 30k một cái nhá, dao sưu tầm S1. Tiếp theo thì lên cho bác, đó là cái mã, đó là cái máy đánh trứng này, rồi là các bác dùng để đánh trứng, rồi là các bác tạo bọt cà phê. Đấy, cũng rất là tiện luôn. Đó thì em báo giá luôn, con này thì giá hạt rẻ thôi, chỉ có 30.000 một cái thôi, giá rất hạt rẻ bình dân mà dùng cực kỳ tiện luôn. Lên mã em sẽ cái máy đánh trứng nhá, hoặc là tạo bọt cà phê đều được, 30.000 một cái. Đấy, 30.000 một cái này, về thì các bác lắp pin vào nhá. Bên em bán này, giá này là nó chỉ có nguyên máy không thôi, thì về các bác lắp pin vào rồi đó các bác xài. Đó, về các bác mở trên cái nắp ra này. Đấy, và các bác nhìn ở đây này. Đấy, đây ở cái phần trên nắp nó sẽ có là cái dấu cộng dấu trừ để các bác phân biệt pin. Sau đó các bác mà lấy cho em hai viên pin con thỏ các bác lắp vào. Đấy thì các bác nhìn ở đây cho em này. Đấy, nhìn lên xem nó có dấu cộng dấu trừ thì cứ thế các bác lắp vào thôi. Đấy, dấu cộng dấu trừ thì cứ thế các bác lắp vào. Đây. Đấy, các bác lắp đúng cực pin giúp em nhá. Đấy, lắp đúng cực pin giúp em. Sau đó là các bác xài, các bác sử dụng cho em thôi. Ok. Đấy, lắp vào là bật công tắc lên là máy nó chạy nhá. Con này đánh nhìn thì thôi nó đánh khỏe lắm, đánh bọt, đánh trứng, đánh cà phê cực kỳ khỏe luôn ạ. Đấy, cực kỳ khỏe. Nếu mà các bác thấy nó không chạy thì các bác lắp lại pin với em nhá. Lắp nó không chạy thì các bác lắp lại pin với em. Nếu mà máy nó không chạy thì các bác xem lại pin hoặc là các bác lắp đúng cực pin với em nhá. Đấy, và khi mà lắp pin vào thì máy chạy khỏe lắm. Các bác nghe tiếng này. Motor nó chạy khỏe kinh khủng luôn. Đấy, nó đánh nhuyễn luôn, trứng chiếc này. Rồi là bọt cà phê các bác cho vào một tí cái thì bọt nổi luôn. Đấy, dùng rất là tiện nhá. Đấy, đánh tạo bọt cà phê hoặc là đánh trứng đều được nhá. Đó, 30k nhá, 30.000 một cái máy nhỉ. Giá nó rất là hạt rẻ mà dễ mua mà dùng tiện, nói chung là hầu như cái này nhà nào cũng cần dùng. Đấy, mà nó nhỏ gọn tiện lợi dễ sử dụng quá nhá. Tiếp theo thì lên luôn cho bác, đó là cái bộ mỏ hàn tự động này. Đấy, bộ này thì em báo giá luôn 130.000 một cái này các bác nhá. 130.000 một cái này. Mỏ hàn tự động 130.000 một cái. Con này công suất của nó sẽ là 150W nhé. Đấy, con này nó gọi là mỏ hàn tự động thì đây. Lấy cho bác coi. Đấy, tại sao nó gọi là mỏ hàn tự động nhá. Đó. Thì về các bác có thiếc ấy. Các bác cho thiếc vào đây. Đấy, các bác một tay các bác giữ này cho em nhá, một tay các ấn vào đây. Đấy, một tay ấn vào đây, một tay các bác xỏ cái sợi thiếc này vào. Đấy, các bác xỏ đem cái sợi thiếc này vào đây. Đấy, tay này các bác ấn nhá, đồng thời tay các ấn nhá.
đấy, thì khi mà các bác xỏ thiếc là thiếc nó sẽ đẩy ra này đấy, và các bác để nguyên như thế, bắt đầu các bác muốn cho thiếc ra là các bác bấm vào đây chưa, đấy là cứ thế là thiếc nó đùn ra thôi. Còn cái này các bác cứ cắm điện trực tiếp vào điện 220, sau đó các bác bật công tắc lên, bật nguồn máy lên là các bác xài. Đấy là bình thường là các bác cứ phải cầm thiếc các bác dí vào cái chỗ mối hàn ấy, thì nhiều khi là nhiều bác run tay ấy, hoặc các bác mà hàn không chuyên nghiệp ấy thì mình hàn hơi khó, thì đây mua cho em cái mỏ hàn này về hàn nó tiện lắm đấy, thiếc là tích hợp đây luôn đấy, các bác chỉ việc xỏ một lần thôi. Còn khi mà dùng thiếc là các bác cứ dùng đến đâu đó các bác bóp lên đấy ra là nó sẽ ra nhá các bác nhá, nó sẽ ra thiếc nha. Đó thế thôi. Đó thì cái này thì bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là 130.000 một cái nhá, 130.000 một cái. Công suất của nó sẽ là 150W nhá. 150W sử dụng điện 220. Đấy, hàng made in Japan này. Đấy, made in Japan rất xịn sò, ok luôn. Mỏ hàn tự động nhá. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái mỏ hàn tự động. Mỏ hàn tự động. Mỏ hàn tự động này. Đấy, bóp thiếc nó tự động nó ra nhá, 130.000 một cái. Đấy, 130.000 một cái. Còn nếu mà các bác muốn nhu cầu mua thêm thiếc nhá thì bên em đang có thiếc đây. Thiếc thì bên em đang bán cái loại thiếc 0.8 ly này. Đấy, cuộn này thì sẽ là 100g nhá, 100g. Giá của nó thì siêu hạt rẻ luôn. Giá cam kết các bác là giá tốt nhất thị trường. 30.000 một cuộn, chỉ có 30.000 thôi. Không phải là các bác mua ở đâu được cái cuộn thiếc 100g mà nó chỉ có 30.000 đâu. Đấy, ít người ta các bác mua ở những cái chỗ khác đang bán 60-70.000 một cuộn này. Bên em đang gửi bác giá gốc luôn. 30.000 một cuộn thiếc nào nhá. Mà một cuộn này là được 100g luôn đấy, 100g đấy chứ không phải ít đâu. 100g là rất là nhiều thiếc các bác nhá. Đó, 30.000 một cuộn thiếc mà 100g. Còn cái mỏ hàn này thì là đi 130.000. Đấy, về các bác đút thiếc vào bóp là cứ thế thiếc ra thôi, cắm vào điện 220 rồi các bác xài các bác nhá. Rồi lên nhanh luôn các bác, đó là cái sạc acquy sạc bình 24V này. Đấy, sạc bình 24V. Nhà các bác nào mà nhiều những cái dạng bình to, bình ô tô, bình to á, bình công suất lớn, bình 24V thì các bác mua cho con sạc về. Đấy, hàng của thương hiệu Foxua, rất là xịn sò, ok luôn. Hàng này thì em báo luôn, hàng này sản xuất tại Trung Quốc nhá. Đấy, không nhiều bác lại hỏi, nhưng mà hàng Trung Quốc, nhưng mà là hàng nội địa Trung Quốc, hàng xịn luôn đấy. Đây, made in China này. Đó. Con này thì hàng của hãng các bác nhá, hàng của hãng chứ không phải hàng trôi nổi linh tinh. Đấy, hàng có bảo hành cho bác luôn. Đó, sẽ cứ đi kèm là một sách hướng dẫn sử dụng này. Con này nó xuất đi rất nhiều nước luôn. Đấy, Trung Quốc, Anh này, Đức này, rồi là có Pháp này, Tây Ban Nha có nhá, Tây Ban Nha, Italia, rồi là Hàn Quốc. Nói chung là hàng này, hàng hãng nó xuất đi nhiều nước lắm. Russia này. Đấy, xuất đi nhiều nước lắm. Đây này. Đấy, một trong mỗi quyển sách rất nhiều ngôn ngữ khác nhau, thì các bác biết là chất lượng nó nhiều rồi. Đấy, hàng nó xuất khẩu nhiều nước là biết chất lượng nào, nó phải đảm bảo ok thì bắt đầu nó xuất đi nhiều nước. Con này thì cái input của nó sẽ là 100 đến 240 V. Đấy, điện của nó sẽ là điện 220 dùng được các bác nhá. Đấy, DC của nó sẽ là 12V 8A, và đồng thời ra được luôn là 24V 4A. Khi mà các bác mua cái này là các bác có thể sạc được cho bình 24V và sạc luôn được cả bình 12V luôn. Đấy, sạc luôn cả bình 12V và sạc luôn cả bình 24V. Đấy. Con này sẽ có chức năng là chống ngược cực này, rồi là tự ngắt khi đầy các nhá. Đấy, tự ngắt khi đầy, rồi là có chức năng nói chung là nhiều chức năng, tự ngắt khi đầy, rồi là khôi phục bình nhá. Đấy, chức năng khôi phục bình. Đấy, hàng mới keo luôn này, vẫn còn giấy bóng nhá. Đó, về các bác bóc giấy bóng ra. Về các bác con này thì nó là toàn bộ nó tự động hóa luôn. Về các bác chỉ kẹp đúng cực của cho em thôi. Đây, cái dây nguồn nó ra đây, kẹp cho em đúng cực vào. Đấy, sau đó là các bác ấy, nếu mà các bác kẹp nhầm cực không vấn đề gì cả, vì kẹp nhầm cực là tự động máy nó sẽ báo lỗi luôn. Bao giờ các bác kẹp về đúng cực thì bắt đầu là máy nó mới chạy nhá. Đấy, cắm vào điện 220 là ok. Và nhiều bác hỏi em là dòng này có quạt tản nhiệt không, thì em nói luôn là đương nhiên là nó phải có rồi. Đấy, những cái dòng này đương nhiên là nó phải có nhá. Đây, có quạt tản nhiệt ngon lành cành đào hết luôn. Nói chung là hàng hãng và có bảo hành cho bác luôn, nên là có yên tâm về chất lượng. Hàng mà lỗi thì bên em sẽ đổi một cho bác luôn các nhá, nên có yên tâm. Đấy, hàng rất là xịn, bên em bán rất là nhiều rồi. Con này thì giá của nó thì cũng hạt rẻ đâu các nhá, hạt rẻ luôn. Sản phẩm này thì bên em đang gửi bác giá thì cũng rất là tốt luôn, 280.000 một cái con sạc này. Đấy, 280.000 một cái con sạc này. Và trong video này thì bên em sẽ bao ship bác luôn. Đấy, bao ship tận nhà bác luôn nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái sạc bình 12-24. Đấy, chuyên dùng cho bác sạc những bình to. Đấy, bình công suất lớn ấy. Đấy, các bác mua cho con này. Hàng hãng của Foxua, có bảo hành mà đầy đủ luôn. Đây, hàng hãng Foxua ngon lành luôn nhá. 280.000 bao ship cho bác tận nhà luôn. Dùng thích lắm, con này nó là dòng sạc đời mới, dòng sạc điện tử mà, nên là dùng thích lắm. Toàn những cái tính năng đời mới, tính năng thông minh bây giờ thôi. Các bác hỗ trợ người dùng rất tốt luôn, nên là có yên tâm dùng con này. Xịn cực kỳ. Đấy.
không lo nó bị chai bình, hay là các bác đỡ không phải rình mò mỗi lần các bác sạc, các phải rình rồi là để đợi cho nó đầy rồi rút ra thứ nha. Con này là hoàn toàn tự động hết luôn các bác nhá, nên yên tâm dùng thích lắm. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái con máy xay mini này. Con này thì tiện cực kỳ luôn, các bác xay rau củ quả, xay tỏi, xay ớt các thứ nhà bếp, gia vị gia giảm rất tiện dụng luôn nhá. Lên mã đây là sẽ con máy xay mini chạy bằng pin đấy, máy xay mini chạy pin các nhá, chạy pin. Giá của nó sẽ là đi 70k một con này, 70.000 một con máy xay mini chạy pin nha. Cái con này là rất là tiện, là các bác không cần phải dây dợ lằng nhằng mà nó toàn bộ là bằng pin luôn, đấy, bằng pin luôn, và khi nào mà hết pin thì là các bác có thể sạc lại được và các bác lại tiếp tục lại dùng. Đây, đó, em lấy bác coi nhá. Bộ sản phẩm này sẽ gồm có là hộp này, rồi là dây sạc này, đấy, dây sạc nhá. Đấy, về các bác cắm sạc, các bác cắm ở đây, sau đó cắm vào cái cục sạc điện thoại này mình là các bác sạc thôi. Đấy, sạc khoảng tầm tiếng là pin nó đầy mà, và sạc một tiếng là dùng được khá là nhiều đấy. Đó, và các bác đây cắm vào đây. Đấy, lưỡi của nó sẽ là dạng ba lưỡi nhá, xay cực kỳ nhuyễn, xay rất là đều. Đấy, đây là phần cối này, các bác cho gia vị cái thứ, cho tỏi ớt thứ đây các bác xay này. Đấy, sau đó các bác lấy cái nắp này các bác đậy lên. Đó, còn đây là nút bấm, các bác bấm là máy chạy này, bấm là máy chạy. Đấy, các bác cho nó vào, bấm này, máy chạy đấy. Không, con này chạy khỏe lắm, xay mịn cực kỳ mà xay siêu nát luôn. Đấy, xay rất nát luôn nhá, xay thích lắm. Đấy, mà rất là tiện, không cần phải dây dợ này rằng nhằng này. Đấy, khi nào mà hết pin thì mình mang nguyên cái cối này ra thôi. Đấy, mang nguyên cái cối này đi mình sạc thôi, còn cái này mình có thể tháo ra mình vệ sinh thoải mái cho em luôn, rất ok, tiện cực kỳ, dùng nhà bếp là rất là hợp lý. Đó, đỡ về nhà. Bình thường là các bác có phải băm tỏi băm ớt cái thứ giờ rồi, vừa là vừa dây dưa nhiều thứ, thứ hai là ví dụ ớt các thứ các bác băm thứ nó hay bị cay. Đấy, động tay hai cây. Đấy, các bác cho vào đây các bác xay tiện cực kỳ. Đây các bác cùng xem video thực tế về sản phẩm này. Giờ này còn băm tỏi bằng tay à? Xay cái máy này nè. Ok, bây giờ thử xay tỏi với cái máy này nha. Khá là nhuyễn nha. Cái này mà băm bằng tay chắc cũng phải 5 phút mới được như vậy á. Và chiếc máy này xay ớt hay là xay hành cũng rất là ok nha, cực kỳ đơn giản. Để test độ mạnh của máy này thì mình sẽ xay cà rốt cho các bạn xem. Đấy, có nhìn không? Xay cà rốt xay nhuyễn luôn nha, mà cà rốt rất là rắn nha. Mấy con này xay nhuyễn luôn, xay ngon lắm. Xem 100 cành nè, đáng tiền chưa? Máy xay mini này thì chỉ có 4 phần đơn giản. Phần máy chỉ với một nút bấm, nắp đậy và một cái cối nhựa và một cái lưỡi dao 3 tầng cực kỳ bén luôn nha. Tiện hơn nữa là cái máy cầm tay này nè, sạc một lần thì xay tỏi ớt cả chục lần chưa hết pin nữa. Thiết kế của máy này đơn giản nhưng mà rất là tiện lợi nha. Các bạn cần vệ sinh thì chỉ cần gỡ cái máy ra và chỉ cần vệ sinh cái phần nắp này và vệ sinh lưỡi dao cũng như là cái phần cối bên dưới là xong. Về độ bền thì chiếc máy này mình mới dùng chưa lâu cho nên mình chưa kết luận được, nhưng mà với 100k mà chiếc máy nó xay hiệu quả như thế này thì rất đáng để thử nha các bạn. Đấy, trước là đang bán là 100.000 đấy, đợt này đang giá nó đang giảm, nó chỉ có 70.000 thôi nhá. Đấy, giá đang giảm chỉ có 70.000 một con máy thôi, rất là tiện dụng và máy chạy cực kỳ khỏe luôn. À, đấy không, rất ok rồi, 70.000 một cái nhá. Máy xay mini chạy pin, xay tỏi, xay ớt các thứ, xay nhà bếp ok. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là một cái sản phẩm về nhà bếp này. Lên mã luôn giúp em sẽ là cái cây liếc mài kim cương nhá. Cái cây liếc này cũng tiện cực kỳ luôn, về các bác có thể dùng để liếc dao này, liếc kéo này. Đấy, rồi là có thể rút được cả cái liếc được cả cái bấm móng tay này. Đấy, bấm tay này các bác mà bị nụt các bác dùng cái này các bác liếc lại nó cũng sắc lại luôn, rất là tiện luôn. Đó, nó gọi là cái liếc mài kim cương nhá, nó phủ một lớp kim cương nhân tạo, các bác mài nó cực kỳ là nhanh sắc luôn, nhanh bén luôn. Đây, đấy, hàng made in Japan này. Đấy, made in Japan rất xịn sò, ok. Đây, nó sẽ gồm có là một cái lớp phẳng bên dưới thì các bác xem những cái thiết bị nó phù hợp, những cái sản phẩm nó phù hợp với cái mặt dưới thì mình mài mặt dưới, còn bên trên là một cái lớp một cái mặt nó thiết kế theo dạng vòm vòm nha, để các bác mài những cái kiểu dạng vòm vòm. Đấy, vừa có thể rũa vừa có thể mài. Đấy, liếc dao, liếc kéo, rồi là liếc rất nhiều thứ luôn. Đấy, dao kéo thứ là các bác dùng để các bác mài, các bác rũa cho em rất ok. Đó thì cái cây liếc mài kim cương nha. Đấy, nó phủ một lớp kim cương nhân tạo nha, khi mà các bác mài nó rất là nhanh sắc luôn. Đó, liếc mài kim cương, bên em đang gửi bác một cái cây liếc mài kim cương này thì là 100.000 một cây nhá, 100k. Đấy, giá rất hạt rẻ bình dân. Đó, đây, lên mã giúp em sẽ là cây liếc mài kim cương nhá, giá nó sẽ là 100k. Đấy, chỉ 100.000 một cây thôi, giá rất hạt rẻ bình dân luôn, 100.000 một cây nha. Đấy, mài dao, mài kéo, mài đủ các thể loại luôn. Đó, ok, 100k một cây, mài rất nhanh sắc luôn nhá. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái lọ tinh dầu đen này. Lên mã em sẽ cái lọ tinh dầu đen nhá. Cái này về các bác dùng để trưng phòng cho nó thơm ạ. Đấy, nó rất là thơm luôn. Cái này hàng của Thanh Lý, hàng của khách sạn đó nhá. Đây này, Hotel Seri này, đó là hàng Thanh Lý của khách sạn nhá, thơm lắm. Đó thì về các bác mở cái nắp này ra, cắm cho mấy cái que này vào thì hơi nó sẽ bốc lên. Ở mấy cái que này thơm lắm. Đó, 20.000 một lọ đâu nhá. Hàng chuyên trưng cho khách sạn. Đó, khách sạn nhá. Đấy, đi đây,
Về các bác nhìn theo đúng cái hình này, các bác cắm này, mở cái nắp ra, cắm mấy cái ống này vào, đeo cho em cả cái dây và để trang trí. Đó. Thì một cái lọ này là 20.000. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái lọ tinh dầu thơm ở khách sạn nhá. Lọ tinh dầu thơm của khách sạn. Hotel series. 20.000 một lọ thôi. 20k nhá, 20k một cái lọ tinh dầu thơm của khách sạn nhá. 20k một lọ, giá rất là rẻ bình dân. Về mình cho nó thơm phòng, thơm nhà. Chỗ nào cần thơm các bác mua cái này về các bác để vào. Đấy, phòng khách, phòng ngủ, nhà vệ sinh các thứ, nhà tắm rồi. Lên luôn cho bác đó cái bộ 6 cây vít này. Đấy, cái bộ tô vít 6 cây này. Đó, lên mã cho em cái bộ tô vít 6 cây này có nhá. Đấy, nó sẽ gồm có 6 cây vít, cái này về các bác xoáy những cái dạng chi tiết nhỏ, ví dụ như là điện thoại này, rồi là những cái đồ điện tử nhỏ nhỏ ấy. Đây nó có những cái cây rất là nhỏ này. Đấy, mà ở cái phần đầu trên này nó có cả cái phần chỗ xoáy nhanh này. Đó, đây này. Đấy, rất là hay. Một bộ này là 6 cây nhá các nhá, 6 cây. Cộng trừ có đủ cái nhá. Đầu 1.4 này, đầu 2.0, 2.4, 3.0 này. Đấy, cái này thì chuyên dùng cho các bác nhìn biết cái cây vít này, chuyên dùng cho ví dụ như là các bác hay sửa điện thoại, sửa đồng hồ rồi là sửa những cái đồ phụ kiện điện tử, máy tính, điện máy ảnh các thứ đó thì là hay dùng cái bộ này cho. Đấy, một bộ này là 6 cây, giá thì hạt rẻ thôi. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ 6 cây vít nhá. Đấy, bộ 6 cây vít. Bộ 6 cây vít này. Giá của nó sẽ là đi 30.000 thôi. Đấy, bán nhanh xả kho luôn. 30.000 một bộ luôn nhá. Đấy, nó sẽ gồm có 6 cây vít nha. Đấy, 6 cây đựng trong chiếc hộp rất ok luôn. 30k một bộ nhá. 30.000 bộ, giá rất hạt rẻ bình dân. Số lượng có ít quá nhá, không nhiều đâu. Các bác nhanh tay chốt luôn. Đó, thì hôm nay tiếp tục lại về thêm cho bác đó là cái bản lề chữ L nhá. Lên mã nhá, cho cái bản lề chữ L này. Đó, bản lề chữ L. Con này thì đợt này giá nó rất tốt luôn. 70.000 một bộ nhá. Chỉ có 70.000 một bộ thôi. Đó, về các bác lắp đặt vào con này tiện lắm. Đây. Đấy, quay bác luôn. Nó sẽ gồm có là một cặp, hai cái đi kèm cấu vít cho bác luôn. Đó, đi về. Về được bác mở ra. Đấy, ở đây có những cái lỗ này, có những cái lỗ. Thì về các bác bắt vít vào. Đấy, bắt vít vào tường. Đấy, thì cái phần già này các bác bắt vít vào tường này. Đấy. Còn lại là cái phần kia. Là các bác bắt vào kiếm một cái giá đỡ. Các bác bắt vào đây thì các bác để đồ đạc các thứ lên, nó rất là tiện nhá. Và khi nào mà không dùng nữa thì mình có thể là gấp gọn nó vào. Đây. Đấy, lúc nào không dùng nữa là các bác có thể gấp gọn vào nhá. Đó, rất hay nhá. Đây. Không dùng nữa là gấp gọn vào luôn. Đó, không thấy không? Không dùng nữa là gấp gọn vào được. Có lúc nào dùng thì mình nhẹ mở ra. Đấy à, rất ok. Không dùng là gấp gọn vào này. Đấy, nó có thể gấp gọn vào. Lúc nào dùng thì mình mở ra cho em. Rất ok. Giá thì sẽ là 70.000 bộ này. Đấy. Thì về các bác bắt vào tường các thứ là nó rất là tiện, rất là hay. Nó những cái vị trí mà nó diện tích không gian nó hẹp, mình cần tối ưu không gian thì mua cho em cộ được về. Đấy, lúc nào cần cái nào mình gặp vào luôn là nó sẽ gọn gàng vào luôn. Đây thì em đo cho bác về cái phần kích thước này. Con này thì cái phần mà nó bắt vào tường thì của nó vào là đi 20 đây nhá. Đấy thì cái phần bắt vào tường nó đây em vừa nãy em nhầm. Cái phần bắt vào tường của nó sẽ là đi 13 này. 13 và cái phần mà nó cái phần nó đua ra được ấy, từ tường nó đua ra để các bác bắt vào thì của nó vào là 24 nhá, 24. Đấy. 24 này, 24 này. Còn cái phần bắt vào tường của nó là 13, nói chung là của nó khá là đấy các nhá. Khá là dài đấy. Dài mà cái diện tích nó được nhiều đấy. Về các bác kiếm một cái tấm gỗ bắt vào cái này là xong. Đấy đây. Cho bác xem video thực tế về sản phẩm này đây. Đấy, về đây, đấy, về các bác bắt vào tường này. Đấy, sau đó các bác kiếm một cái tấm gỗ, đấy, các bác bắt nó vào. Và khi mà dùng thì các bác có thể để đồ đấy, các bác mở ra. Lúc nào mà không dùng nữa các bác lại đóng lại. Đấy, thấy không? Khi mà gặp vào nó rất là gọn luôn. Đấy, nó sẽ áp sát vào tường luôn nhé các nhá. Đó đây, đấy. Xem lại lần nữa này. Cho lên, bắt vào. Đấy, lúc nào không dùng nữa là mình lại gập nó vào. Đó thấy không? Rất là tiện luôn các nhá. Rồi. 70.000 một bộ thôi nhá, 70.000 một bộ này. Đấy, 70.000 bộ. Bản lề chữ L nhá. Cái này thì nó gọi là chữ L. Đấy, nó gọi là chữ L. Cứ lên mã cho em sẽ cái bộ bản lề chữ L. Giá của nó đang ở bác là 70.000 một bộ này. Đấy. Sơn tĩnh điện nên rất là hoàn độ hoàn thiện rất chắc chắn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái bộ dao 6 món này, hàng của thương hiệu Asaka Japan. Bộ này cũng rất nhiều bác hỏi này thì cái này nó cũng có hàng đâu ạ. Em lục kho sót kho nó còn có mấy bộ thôi. Đấy thì em quay nhanh bác luôn. Bộ này em đang bán là 130.000 bộ thôi nhá, chỉ 130.000 thôi. Đấy thì
của nó sẽ gồm có là đầu tiên là một cái giá đỡ này, một cái giá đỡ để bác về cài dao cài giếc vào đây này. Đi kèm bên trong thì sẽ gồm có là các sản phẩm như là dao rồi là mài những thứ này, đầy đủ luôn. Đây nó sẽ gồm có một cái cây liếc mài này. Đấy, khi mà dao nhụt thì các bác lấy cây này các bác liếc qua này. Rồi một cái con dao dạng dao Thái bản to này. Đấy, Asaka Japan các bác nhá. Đấy, con này Thái bản to. Một cái cây kéo này. Đấy, kéo nhà bếp để các bác cắt thức ăn thứ nhà bếp này. Một cái con chuyên để lọc thái phi lê nhá. Con này chuyên lọc thái phi lê của Asaka Japan. Đấy, nó bằng chất thép S5 rất sắc bén, không lo ghen gì nhá. Đấy, con này thì kiểu dạng các bác dùng để chặt này, chặt nhẹ. Đấy, chặt gà chặt vịt các thứ ok. Đó thì một cái bộ này sẽ gồm có là đi 6 món nhá, 6 món. 1 2 3 4 5 và một cái giá đỡ nó là 6 thì tổng một bộ là 6 món thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là bộ dao 6 món. Bộ này thì em bán khá nhiều đấy. Nhưng mà nó không hàng đâu ạ. Hàng không có đâu. Đấy, còn có duy nhất 2 bộ rồi thôi. Các bác nhanh tay chốt đơn luôn này. Đấy thì cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ dao 6 món. Bộ dao 6 món nhá. Đó, giá của nó sẽ là 130.000. Em còn duy nhất là 2 bộ thôi, không nhiều đâu vì hàng là hàng xuất kho. Đấy, bữa trước cũng nhiều bác hỏi lắm nhưng mà không có hàng. Cái này hầu như là gần Tết nó mới có chứ tầm này nó đang giữa năm thì hiếm lắm. Đấy, đây, dao rất là đẹp, sắc bén lắm. Dùng ok lắm, dùng rất là chất lượng luôn, bán rất là nhiều. 6 món nhá. Một giá đỡ, 3 dao, một kéo, một liếc mà. Đấy, tổng là 6 món, giá sẽ là 130.000, hàng mới in hộp luôn của thương hiệu Asaka Japan nhá, rất chất lượng luôn. Bộ dao Nhật 6 món nhá, 130.000 bộ này. Tiếp theo đây, đấy, nhiều bác hỏi cái bóng này lắm này. Đó là cái mã bóng đèn B2 nhá, bóng đèn B2. Đấy đây, cái dòng chip led của nó đây. Đấy, con này thì rất hay. Về các bác cắm trực tiếp vào cái cổng USB nhà mình là các bác là nó sáng thôi. Đấy, cắm trực tiếp vào cổng USB là nó sáng nhá. Giá thì bên em đang bán một quả như này thì là 5.000. Đấy, một quả bóng như này là 5.000, còn các bác mua 5 quả nhá. Combo 5 quả một thì sẽ là đi 10.000. Đấy, cứ lên mã thì em sẽ được cái combo 5 quả bóng B2. Đấy. Bóng B2 nhá, bóng B2 là 10.000. Các bác lấy một quả là 5.000 coi nhá. Tiếp vào rất là hay dùng cho anh em thợ điện nước này hoặc các bác sử dụng gia đình. Đấy, với những cái góc mà nó chật hẹp rồi là những cái chỗ bệ các thứ rồi. Đấy, các bác rất là khó vặn những cái con ốc ở đường cấp nước dây thứ rồi, các bác mua trong cái này về. Đấy thì đây, một cái cà lê vặn ống nhá. Đi kèm những cái phụ kiện đi kèm về các bác xài. Về các bác xỏ cái ốc vào đây cho cái ống nước nó vào. Sau đó các bác vặn xem. Đấy, các bác vặn xoáy thứ rồi. Đây có cả phần livo này. Đấy, rất ok luôn. Thì một chiếc cà lê vặn ống này bên em đang gửi bác, giá của nó sẽ là 100.000 nhé. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cây cà lê vặn ống nhé. Cà lê vặn ống. Cà lê vặn ống nước nhé. Cà lê vặn ống nước. Cà lê đỏ vặn ống nước này. Giá đang gửi bác là 100k. Chỉ 100.000 thôi. Giá rất hạt rẻ bên dân. 100k nhé. 100k. Một cái cây cà lê vặn ống nước này. 100k một cái. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm nhá. Con này dùng tiện lắm. Đây, các bác cùng coi này. Với những góc chật hẹp như gầm bàn thái, sau lưng bẹt bên khối, rất khó để dùng kìm mỏ lết để vặn ốc chân vòi, ốc dây cấp. Mọi vấn đề đều có cách giải quyết. Cờ lê ống được tạo ra ngoài 6 cỡ ốc có thể vặn. Dụng cụ còn kèm theo đầu vặn gen ngược. Chưa khi nào vặn ốc dây cấp, ốc chân vòi lại đơn giản đến như thế. Đấy, về các bác có thể vặn ốc dây cấp này, ốc chân vòi này. Đấy, ở những cái chỗ vị trí chật hẹp các bác vẫn có thể luồn lách cái này vào để các bác vặn được nhá. Bình thường các bác dùng cà lê thì không thể dùng được rồi. Đấy, những cái vị trí này không thể dùng được, chỉ có dùng cái con này thôi. Rất là hay luôn, mà giá là hạt rẻ mà nói chung rất cần thiết trong gia đình nhà mình. Đấy, mỗi lần các bác sửa chữa những cái đường điện nước các thứ à, rất là bí bách thì các bác mua cho con này về. Đấy, các bác cho vào các bác vặn xem, rất tiện dụng luôn nhá. 100.000 một cây cà lê vặn ống nhá. Thế mã em sẽ đưa cà lê vặn ống nước 100.000 một cây. Đấy, cà lê vặn ống, vặn dây cấp, vặn những cái chỗ vị trí khó nhá. 100k một cây này. Sản phẩm tiếp theo đi lên nhanh luôn các bác, đó là cái lô búa lùn hàng của Nhật này. Đây, Fugu này, của thương hiệu Fugu Japan nhá. Fugu Japan này. Con này thì dòng búa lùn hàng đúc liền thân, tay cầm có ốp cao su chống trượt. Ở đây sẽ gồm có một đầu đóng và một đầu nhổ đinh nhá. Về các bác có thể vừa đóng vừa nhổ đinh. Con này thì nó dạng búa lùn cầm rất là vừa tay, tiện để bác di chuyển nhẹ nhàng tình cảm mà vẫn có cây búa để vừa đóng vừa rổ đinh nhá, rất tiện dụng luôn. Đấy, nhỏ gọn tiện lợi và giá bình dân. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cây búa lùn nhá. Bên em đang gửi bác một cái cây búa lùn này chỉ có 40.000 thôi. 40.000 một cây nha. Đấy, 40.000 một cây. Dùng trong rất là nhiều việc hoặc là đặc biệt là gia đình các thứ ta dùng những cái việc nhỏ nhỏ lặt vặt cũng rất là tiện đấy các nhá. Khá là tiện lợi, nhỏ gọn, ok. 40.000 nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây búa lùn 40.000 một cây. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái đệm ghế silicone này. Đấy, đệm ghế silicone. Cái này thì giá cũng hạt rẻ thôi. Bên em đã gửi bác một cái đệm ghế này là đi
80.000 một cái. Đây, em ghi giá luôn nhé. Lên mã giúp cho em xem cái đệm ghế silicone. Đệm ghế silicone. Silicone này, giá của nó sẽ là 80.000 và đi kèm thì sẽ có là một cái bao đựng luôn nhé, một cái bao đựng về các bác xài nhá. Đấy, các bác không muốn xài cái bao đựng nha thì mình có thể xả ra. Các bác xài trực tiếp luôn. Giá lên cái ghế nhà mình, con này nó thiết kế theo cái dạng tổ ong này, các bác nhìn này. Thiết kế dạng tổ ong và nó sẽ có hai mặt nhá. Đấy, một mặt dạng tổ ong nhỏ, một mặt dạng tổ ong to để khi mà các bác ngồi giúp lực nó phân tán nó rất là tốt, rất là đều luôn. Con này thì các bác có thể vò xé nắn nĩa các kiểu như khi mà các bác thẻ ra. Đấy, nó là về cái trạng thái ban đầu nhá. Nó dạng silicone, nó rất là đàn hồi, ngồi rất là thoáng mát phần khu vực phần mông. Đấy, và ngồi rất là êm, không lo nó bị vấn đề gì cả nhá. Đấy, và đi kèm là một cái túi đựng này. Nếu có cái túi đựng này các bác có thể xài đi kèm, hoặc các bác không thì các bác bỏ lại được. Đấy, hoặc là ví dụ mình xài đi kèm thì khi mình bẩn quá mình có thể lôi cái này ra giặt. Đấy, còn cái này các bác cũng không cần giặt được. Hoặc là nếu mà các bác muốn giặt thì các bác có thể giặt thoải mái. Con này nó bằng silicone không thấm hút nước nhá. Giặt thoải mái luôn mà ngồi rất là êm luôn. Vừa hầu như tất cả các loại ghế. Con này kích thước của nó rơi vào khoảng tầm 25 nhân đến 25. Khoảng tầm 25-35 ạ. Đấy, kích thước chiều dài của tầm 25 nhân với chiều rộng của tầm dài 35 nhân rộng khoảng tầm 25 nhá. Đấy, các bác cùng xem thực tế video về một sản phẩm này. Thể thiếu cho những ai ngồi làm việc từ 8 đến 14 tiếng một ngày trên ghế. Đặc biệt là khi mọi người đang dùng những cái chiếc ghế văn phòng cơ bản, những cái chiếc ghế mà đang dùng đệm mút rất là vĩ bục như này nha. Chính là một cái chiếc đệm ngồi silicone 3D, một chiếc đệm ngồi có cấu trúc tổ ong hai lớp thoáng khí nha. Kê lên ghế như này, sẵn sàng hy sinh cái quả trứng gà để test cái đệm ngồi này cho anh em xem. Trứng gà đẻ ra từ cái đàn gà nhà tôi nuôi bằng thóc gà nhà tôi trồng cấy được luôn nha. Trứng gà quê cực kỳ chất lượng đấy. Thả trứng xuống mà nó còn không vỡ thì anh em có thể hình dung xem là cái đệm ngồi này. Đấy, các bác nhìn này, đệm ghế thả trứng này tinh tinh này, các bác biết nó đàn hồi nha rồi. Đó, đàn hồi như là ngồi làm việc cả ngày trên cái đệm silicone này, nó vừa êm mà lại còn thoáng khí, khỏi lo êm mông, bí búc cái mông nữa nha. Và đặc biệt là đặt hàng ở trên Shopmo, gian hàng chính hãng nên là anh em cứ tự tin mua về mà trải nghiệm nha. Một thứ không thể thiếu trong những về sản phẩm nhá. Lên mã sẽ cái đệm ghế silicone có đi kèm cho bác là cả một cái bao đựng nha. Ta gửi bác là 80.000 một cái đệm ghế silicone nhá, 80.000 một cái. Tiếp theo thì em lên nhanh nha bác, đó là cái cuộn thiếc hàn 100g này. Lên mã em sẽ cái cuộn thiếc hàn 100g, dây 0.8mm này. Đấy, cuộn một cuộn này là sẽ có trọng lượng là 100g nhá, rất là to và là dùng được nhiều luôn, dùng được lâu. Đó thì em báo giá luôn, một cái cuộn thiếc hàn 100g này đang có giá là bác là 30.000 thôi. Giá này gần như là giá tốt nhất thị trường. Đấy, mua về chủ yếu bán kèm phục vụ các bác luôn đấy. Các bác đam mê hàn sửa chữa chế cháo linh tinh nhá. Công việc nhiều cần hàn, mua cho em cái mã này về này. Đấy, hàn rất ok, hàn rất là được mối, đẹp mối luôn. Mà thứ hai là một cuộn 100g thì rất là nhiều nhá, mà chỉ có 30.000 thôi. Cuộn thiếc hàn nhá, 30.000 một cuộn nha. Tiếp theo thì lên nhanh bác, đó là cái mã đèn độ đầu 3 bóng này. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái đèn độ đầu 3 bóng, sẽ gồm có là 3 bóng thì em lên ngay đèn độ đầu 3 bóng. Đó thì em báo giá luôn. Con này bên em là các bác giá sẽ là 120.000 một cái sản phẩm nha. Đấy, chuyên về các bác đội đầu. Đó, con này sáng lắm mà dùng rất là hay. Đấy, đây. Đi kèm sẽ gồm có đầu tiên là một cái củ sạc này. Hai viên pin nhá. Con này nó sử dụng cái pin sẽ là pin 18650. Pin này thì thị trường nó rất là phổ thông và rất là nhiều, mình có thể mua về thay thế thoải mái luôn nếu mà mỗi khi pin hỏng nhá. Và một cái chỗ nhân vật chính đó là cái đèn. Đấy, đèn thì sẽ có là cái phần dây đeo co giãn 4 chiều nhá, đeo rất êm đầu luôn. Đây cái phần này thiết kế này. Đấy, nó ôm sát là cái vùng trán, các bác đeo không lo nó bị bí trán gì nhá. Đấy, đây là cái phần đèn. Đấy, nó sẽ gồm có 3 mắt led rất sáng luôn. Và đây là cái phần lắp pin thì về các bác sử dụng nhìn đúng chiều pin cho em nhé, lắp đúng chiều pin vào, nó lắp cộng ra chậm và trừ ra trừ, phải lắp pin vào, sau đó là các bác đeo lên đầu và các bác đậy cho cái nắp này vào, thế là ok. Đó, và bây giờ các bác test bác độ sáng này, 1 này, 2 này, 3 này, đấy, 4, 5, rất nhiều chế độ sáng và rất sáng luôn, có nhìn này, nó sáng trắng này cơ mà, đấy, nhìn nó sáng trắng này mà, sáng trắng là soi xa đó. Đó, rồi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái đèn pin độ đầu 3 bóng nhá. Đèn pin độ đầu. Đấy, đèn pin độ đầu 3 bóng nhá con nhá. Giá của nó sẽ là đi 120.000 một cái đèn nha. Đấy, chỉ 120.000 thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân. Mà cái con này thiết kế rất là cân đối. Đằng trước của nó là đèn, đằng sau là pin, thì khi mà các bác đội nó không lo bị mỏi đầu, không lo bị mỏi cổ đi nhá. Đấy, đỡ phải nhìn. Đấy, đỡ phải nhìn nữa. Đó, đây. Rất là ok luôn con nhá. Rồi. Đèn độ đầu 3 bóng nhá. 120.000 một cái sản phẩm này, đi kèm với bác là cả pin nước đầy đủ luôn. Còn cái pin này bên em có bán thêm, nếu mà các bác có nhu cầu dùng nhiều muốn mua thêm thì bên em đang bán lẻ một viên như này là 20.000 một viên nhá. 20.000 cho một viên pin. Đó, pin 18650, còn mua nguyên đèn không thì sẽ có ra là 130.000 và có đi kèm là một vỉ pin như này nữa. Đấy, tức là đây,
một đèn này, một hai viên bi này, một cái phe đèn chính này, thì một chọn bộ này là 130.000, chọn bộ này 130.000 các nhá. Em lên nhanh cho bác một số cái mã dao em vẫn đang bán nhá. Đấy, đây lên luôn cho bác, đó là cái con mã dao, đó là con dao chặt 1 cân này, hàng của Japan nhá, made in Japan. Con này thì nặng, trọng lượng nó 1 cân. Đấy, các bác nào mà hay thích chặt gà, chặt vịt, cắt thịt, cắt xương, đấy, rồi các bác sử dụng cho em nhá. Nặng 1 cân liền luôn, đúc liền khối, tay cầm ốp gỗ 308 đồng, rất chỉ số ok. Cái này thì em báo giá công khai luôn nhá, lên mã giúp cho em sẽ là cái cây dao chặt nặng 1 cân. Đấy, dao chặt nặng 1 cân nhá, cây dao chặt này nặng 1 kg, nặng đúng 1 kg nhá, rất nặng luôn đó, 1 kg. Giá của nó thì em báo luôn 220.000, và bên em sẽ bao ship ra trong video là ngày nay luôn, 220.000 một cái cây dao chặt mà nặng 1 kg nha. Đấy, là đang gửi bác giá sẽ là đi 220.000 một cây nhá. Con này nếu mà nói chung các bác xài dùng thì các bác yên tâm dùng, chắc là nghĩ bán mùa đông luôn đó, xài cực kỳ chất lượng luôn đấy, cầm dao nặng trịch chưa đó, quá ok, chỉ có 60.000 thôi nhá. Tiếp theo thì lên luôn cho bác, đó là cái dao gọt hoa quả này, em báo giá nhanh luôn. Con này bên em đang gửi bác là 30.000 30k nhá, về chuyên thì các bác dùng để gọt hoa quả hoặc là các bác sử dụng trong khá là nhiều việc khác nhau đó, 30.000 một cây nhá. Đó, dao chuyên thì các bác gọt hoa quả không để ý được. Tiếp theo là một cái cây dao chặt, à cây dao thái nhá các nhá, cây dao thái. Cái này về chuyên thì dùng các bác thái nhá. Đây, đó, rất đẹp, rất chắc chắn luôn. Seki Japan. Đó. Hàng gỗ gỗ hai bên, ba đinh dán luôn. Đó, rồi, lên mã em sẽ cái cây dao thái cán gỗ này. Dao thái cán gỗ. Giá của nó thì vẫn gửi bác, giá của nó sẽ là đi 60.000 một cây. 60k nhá, 60k một cái cây dao thái cán gỗ nhá, chuyên dùng để các bác thái lòng. 60.000 một cây. Cái mã hàng đó là cái cây thước sao chép này. Đấy, cây này lâu lâu quay bác coi, một cái cây thước sao chép rất là hay luôn. Về các bác có thể sao chép mà hình dạng kích thước cho các bác làm thợ mộc này, anh em kỹ sư xây dựng này. Đấy, các bác sao chép những cái vị trí khó, các bác bình thường các bác phải đo đạc rất mất thời gian. Đấy, còn ví dụ như này. Đấy, các ví dụ các bác ấn vào này. Đấy. Ấn vào coi nhá. Đấy, các bác có thể nới lỏng ra, sau đó các bác ấn vào xem là nó sẽ khớp ra một cái hình này như của nó luôn. Đó. Đấy, thì các bác có thể điều chỉnh nhiều kiểu nhá. Đấy, điều chỉnh nhiều kiểu nhá. Đó, thì các bác chỉ ấn với cái vật thể này thì nó sẽ thành những cái hình nha. Thì mình có thể là theo cái hình này và các bác sao chép là cắt ra thành một cái hình để nó khớp vào nhá. Đấy, nói chung là cái này đây để em cho các bác xem cái video, nói thì nó hơi khó hiểu một chút, thì đây. Đấy, một chiếc thước sao chép này. Con này thì cái chiều dài của nó sẽ rơi vào là 25 cm nhá, 25 cm. Nó khá là dài đấy. Về các bác sao chép được khá là nhiều những cái thứ rất hay luôn. Đó thì em báo giá luôn nhá. Trước khi đi vào xem video minh họa thì em báo giá luôn. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái thước sao chép nhá, thước sao chép. Con này thì hôm nay em cũng xả kho luôn. Bữa trước đang bán cho bác là 150.000. Hôm nay về với bác mức giá giật mình luôn. 80.000. Đấy, số lượng có hạn nhá. Đang xả kho bán nhanh, bán thanh lý luôn. 80.000 một chiếc thước sao chép nha. 80.000 một cái. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đây. Các bác làm công trình hay lắp ghép thì Linh có một cái như này nha. Đây là thước sao chép hình dạng khi mà các bác làm nhiều góc có hình dạng phức tạp, chẳng hạn như góc đường ống, góc ốc gạch. Thước được làm bằng nhựa ABS cao cấp, chỉ cần tì sát thước vào bề mặt thể. Cần sao chép là các bác đã có các kích cỡ để cắt rồi, dùng rất là tiện luôn mà không cần phải đo đạc thủ công nữa. Các bác làm mộc hay sửa chữa kiến trúc, xây dựng nhà cửa và điện lạnh thì lên sắm lên một cái như này nha. Giá của cái này thì cũng rẻ thôi, chỉ có 107.000. Các bác làm công giá cũ của nó là hơn 100.000 đấy, đợt này đang giảm giá có 80.000 đúng không? Khi mà các bác làm nhiều góc có hình dạng phức tạp, chẳng hạn như góc đường ống, góc ốc gạch, thước được làm bằng nhựa ABS cao cấp, chỉ cần tì sát thước vào bề mặt thể. Cần sao chép là các bác đã có các kích cỡ để cắt rồi, dùng rất là tiện luôn mà không cần phải đo đạc. Đấy, thực tế nhá, không cần phải đo đạc thì các bác chỉ ấn vào cái là nó sẽ khớp ra cái hình mà các bác muốn sao chép luôn. 80.000 một cái nhá. Lên mã giúp em sẽ là thước sao chép. Con này chất liệu nó bằng nhựa ABS cao cấp nhá, cầm nặng rất là chắc chắn luôn. Sản phẩm tiếp theo thì đây, lại lên nhanh bác, đó là cái móc khóa titan này, em báo giá luôn. Cái móc khóa titan này tại em đang gửi bác, giá của nó sẽ là 10.000 thôi. Đấy, 10.000 một cái chiếc móc khóa titan này. Con này chất liệu của nó là bằng titan nhá. Đấy, titan này nó là chất liệu siêu nhẹ, siêu cứng và siêu bền rồi. Đấy, con này nó chuyên dùng cho dân dã ngoại, dân du lịch, dân leo núi nhá. Đấy, hàng thanh lý công ty rất xịn sò ok luôn. Đấy, chắc chắn. Bình thường này nó là một chiếc móc. Đấy, còn nếu các bác muốn khóa vào thì các bác xoáy trong cái siết này cho em cái vòng đai này vào.
thì nó sẽ khóa cứng ngóc luôn. Đấy, chặt khư khư luôn nhá. Các bác đẩy tay, các bác kéo giật không được ra luôn. Trừ khi thì các bác mở cho cái vòng đai siết này ra. Đấy, và các bác lại khớp vào một chiếc bình thường. Về mình có thể dùng làm móc khóa, móc chìa, móc đồ các thứ này, xích chó, xích má các thứ cho. Sử dụng trong rất là nhiều việc luôn. Đó, mà chỉ có 10.000 một cái thôi. Chất liệu bằng titan nhá, siêu cứng và siêu nhẹ nhá. Cầm nhẹ lắm, cầm thích cực kỳ luôn. Đó. Một chiếc này là 10.000, cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái móc khóa titan nhá. Đấy, móc khóa titan 10.000 một cái. Cái này thì với là đúng chất móc khóa là, chứ bình thường là các bác mua những cái ngoài thị trường nó chỉ có móc móc này thôi. Thì nó rất là dễ tuột, nhưng con này là khi mà các bác khóa vào, siết vào, xoay cái vòng này vào. Đấy, khóa cứng ngắc luôn. Đấy, hàng chuẩn nghĩa của cái từ móc khóa nhá. Đấy, móc khóa 10.000 một cái nhá, 10.000 một cái móc khóa titan. Rồi tiếp theo thì lên nhanh cho bác, đó là cái túi khăn ướt để các bác lau giày. Các bác cứ lên mã nha, cái khăn ướt lau giày nhá. Cái này về rất là tiện dụng luôn. Những cái đôi giày thì các bác, đấy, nó bị bẩn này, các bác ngại giặt thì các bác mua thêm cái khăn này về. Đấy, ở đây trong này nó đã tẩm sẵn những cái chất làm sạch ở trong cái khăn này rồi. Đấy, về các bác chỉ việc lấy ra, bóc nó ra, sau đó các bác lấy ra 1-2 tờ. Đấy, tùy theo nhu cầu dụng nhá, mình lấy ra. Nó như kiểu dạng cái khăn ướt các bác hay xài, nhưng mà trong nó tẩm những cái chất tẩy rửa rất là sạch luôn. Đấy, chuyên dùng cho giày nhá, chuyên dùng cho giày dép các thứ nhá. Đấy, các bác dùng để tẩy rất là sạch đây. Để em lấy em tẩy bác coi đấy, bình thường đây đây, những cái chữ nhá, đây muốn tẩy này. Đấy, muốn tẩy nhá. Đấy, các bác nhìn này. Có đây không? Dìm lúc cái sạch luôn. Quá xịn sò, ok. Đấy, đây. Đẩy cho em vài đường cái sạch sẽ luôn nhá, sáng choang luôn này. Đấy, đây không? Sáng sạch bong luôn. Đấy, mà đây vừa rất nhiều chữ nhá. Xóa lúc cái sạch luôn, nó rất là sạch luôn, rất là nhạy nhá. Đấy, về chuyên dùng để các bác tẩy những cái đôi giày, đôi dép các thứ ra. Hoặc ví dụ như là các bác đi chơi, đi du lịch, đi công tác, bình thường là các bác hay phải lôi ra các bác đánh rửa, nó mất thời gian. Đấy, các bác mua trong cái túi này về mình có thể mang đi chơi, đi du lịch, đi công tác nhá. Mang 1-2 túi đi, hoặc là để ở nhà cũng được, đôi khi mình vội. Đấy, lấy cho em một vài tờ cái mình xoa xoa cái tí cái là bóng đẹp, ok luôn. Đấy, tạo độ bóng giúp giày sạch hơn. Đó thì cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái khăn ướt để lau giày nữa nhá. Cái khăn lau giày, khăn ướt lau giày. Giá anh em đang bán một bịch khăn ướt lau giày này là đi 20.000 bịch coi nhá. 20.000 bịch. Đấy là bán lẻ coi nhá. Còn nếu các muốn mua theo combo, combo thì bên em sẽ bán theo combo là 3 bịch một. Mua 3 bịch thì giá sẽ tốt hơn. 3 bịch thì bên em đang bán bác là 50.000. Đấy, cho 3 bịch khăn ướt lau giày. 3 bịch là 50.000, 3 bịch nha là 50.000. Còn các bác mua lẻ một bịch nha là 20.000 nhá, tùy nhu cầu. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là khăn ướt lau giày. Ok, sản lên mã giúp cho em đó là cái mã đèn pin độ đầu cảm biến nhá. Con này thì em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác một cái đèn độ đầu cảm biến nha. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái đèn đội đầu. Đấy, đèn đội đầu cảm biến nhá. Đấy, cảm biến. Giá của nó sẽ là 130.000 một cái này. Đấy, 130k một cái đèn độ đầu cảm biến nhá. 130.000 một cái. Đó, dùng rất là tiện luôn đây. Về các bác mở nó xem. Đó, bên trong thì sẽ có sách hướng dẫn sử dụng này, rồi là cộng dây cáp sạc này. Con này sử dụng cái cổng USB để nó sạc, và chân vào nó sẽ là chân tai C. Và đây là thân đèn chính này. Đó, thì đây bỏ dây sạc quên, giới thiệu luôn cho bác cái đèn. Cái phần dây đeo đây, dây đeo thì co giãn 4 chiều dạng dây đeo 4D, đeo rất là êm luôn. Đó, và có thể chỉnh được theo cái vòng đầu nhá. Ở đây nó có phần điều chỉnh vòng đầu để các bác tùy chỉnh nhá. Phần chip LED siêu sáng này, có nhìn này. Đấy, phần chip LED siêu sáng. Đó, cực kỳ sáng luôn, sáng lắm. Con này sáng bao sáng bác xài luôn. Đó, có thể gặp đi gặp lại rất tiện dụng luôn nhá. Đấy, hàng chất chắc chắn, cầm đèn nặng trịch luôn. Và đây là cái phần nút bấm này, các bác có thể bật lên này. Đấy, một các chế độ sáng khác nhau luôn, một này, hai này, ba này, cả nháy như các thứ luôn. Đấy, và con này rất hay là có thể chỉnh pha nhá, chỉnh pha nhỏ vào này, chỉnh pha rộng ra này, là bằng cái thao tác là các bác xoáy trên cái vòng này trong. Đấy, xoáy vòng này là nó sẽ chỉnh pha to nhỏ vào này. Và một cái chức năng rất là hay là khi mà các bác muốn chuyển sang chế độ cảm biến là như kiểu vẫy tay, thì các bác bật xem về cái nút wifi này, bật về nút wifi nhá. Đây em sẽ vẫy cho bác coi. Đó, đây vẫy cái đèn sáng này, vẫy cái đèn tắt này. Đó, tắt này, sáng này. Đó, tắt này. Đó, sáng này, tắt này, sáng này. Đó, tắt này. Đó, nó như kiểu ảo thuật đấy các bạn, rất là hay. Ở đây nó có hai con mắt cảm biến này. Đó, thấy không? Đấy, hai con mắt cảm biến, các bác chỉ việc vẫy tay vào đây cái là nó tự động nó sáng lên luôn, rất là hay. Đó là cái chức năng cảm biến nhá. Và con này khi mà các bác bật lên nó sẽ báo luôn cả cái phần trăm pin đây luôn, để các bác có thể là biết là nó còn pin hết pin để mình chủ động sạc nhá. Ở đây thì bên hông này là cái phần cổng sạc này, một chân tai C là sạc vào và một cái chân USB là các bác sạc ra. Thì mình ví dụ như là mỗi lần điện thoại hết pin thì mình có thể cắm vào đây để các bác sạc cho điện thoại luôn, rất là tiện. Nói chung cũng khá là hay đấy. Đó, một con đèn đội đầu cảm biến nhá, nó có chức năng cảm biến vẫy tay tự động bật tắt khi mà mình vẫy tay đấy. Em vừa quay cho bác coi đấy. Đó, thì sản phẩm này đang có giá là 130.000 nhá. 130.000, các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là
sản phẩm là đèn đội đầu. Đấy, đèn đội đầu cảm biến vẫy tay. Đấy, cảm biến vẫy tay bật tắt này. Giá của nó sẽ là 130k, một cái đèn đội đầu cảm biến này, 130k, chắc chắn chất lượng mà rất là sáng luôn. Tiếp theo thì ở đây, thước đo thì bên em vẫn còn hàng để phục vụ bác nhá. Đấy, thước đo là bên còn hàng. Bên em thì hiện tại nó có hai mã thước đo. Đó là cái thước 7,5m và cái thước 5m, và đặc biệt cái thước bên em thì đang bán với bác là đó là cái dòng thước mà có cả lỗ ban luôn. Đấy, thì nó sẽ là hai mặt. Cái mặt trên này của nó sẽ là mặt thước này. Đấy, các bác đo bình thường, và mặt dưới này của nó sẽ là đo lỗ ban để các bác đo phong thủy này. Đấy, tiến bảo đăng khoa tài trí khẩu thiệt lâm bệnh này, nghinh phúc lục hợp này. Đấy, tài đức rồi là đỗ đạt các thứ đầy đủ luôn. Nó gọi là cái thước mà phong thủy, thì mặt sau của nó sẽ là mặt phong thủy. Còn mặt trước này các bác đo bình thường. Đấy, đầy đủ hết luôn. Có phần dây đeo lẫy cài rồi phần hãm thước lại. Nói chung rất chắc chắn chất lượng. Bên ngoài vỏ bọc cao su chống va đập chống vỡ luôn, thước rất là bền. Các bác nhá. Con này thì hàng của thương hiệu Kabushi Japan. Đó thì bên em đang có hai mã, là một mã 7,5m và một mã 5m này. Con 5m này cũng có cả lỗ ban luôn nhá. Đây, lỗ ban đây. Đấy. 5m và 7,5m thì em báo giá luôn. Sản phẩm thước 5m thì bên em đang có giá là 40.000 thôi. Đấy, thước 5m nhá. Đang có giá là 40.000. Còn nếu là sản phẩm là thước 7,5m thì đang sẽ có giá là 50.000. Đấy, nó chênh nhau 10.000 một con nhá. Đấy, 5m là 40. Còn 7,5m thì là 50, thì các bác lấy con nào thì cứ báo cho em, hoặc mình có thể lấy cả đôi tùy nhu cầu nhá. Đây, 7,5m đây thì đang bán là 50.000, còn là 5m thì đang bán là 40.000. Giá nói chung là giá siêu hạt rẻ luôn đấy. Đấy, giá siêu hạt rẻ để cho bác thợ thuyền anh em công trình các thứ cho. Đấy, các bác mua về làm sử dụng nhá. 5m là 40.000, còn cái loại 7,5m thì đang gửi bác là 50.000 một con thước các bác nhá. Thước có kèm cả lỗ ban luôn nhá. Mặt sau lỗ ban, mặt trước là thước bình thường. Đấy, về các bác đo phong thủy rất là tiện luôn. Cứ lên mã giúp cho em là cái thước lỗ ban nhá, thước lỗ ban. Tiếp theo thì ở đây, lên luôn cho bác mã hàng đó là cái đuôi đèn điều khiển này. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái đuôi đèn điều khiển nhá. Con này thì em báo giá luôn. Cái đuôi đèn điều khiển này hiện tại em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi 80.000 một cái. Đuôi đèn điều khiển nhá, đuôi đèn điều khiển. Giá sẽ là 80k một cái đuôi đèn điều khiển này, 80.000 một cái thôi. Về dùng rất là hay và rất là tiện nhá. Về các bác mở hộp cho em này. Bên trong này sẽ có là một bộ điều khiển và một cái đuôi đi kèm này. Đấy. Cái điều khiển này các bác có thể điều khiển từ xa và cái đuôi đi kèm luôn. Thì đây, cái đuôi này rất hay là về nhà các bác nào mà muốn thay bóng là sẵn nó còn cái đuôi ấy, các bác xoáy trực tiếp cho em, không cần phải đấu dây trước cái lằng nha. Xoáy trực tiếp vào cái đuôi cũ của nhà các bác nhá. Sau đó là các bác cái đuôi còn lại là các bác lắp cho em quả bóng vào, và các bác về lắp pin vào cái công tắc này, và các bác chỉ việc bật tắt ở đây. Rồi ngoài ra là có chế độ hẹn giờ thứ đầy đủ hết luôn. Đấy. Thì một bộ này bên em được các bác là 80.000 nhá, 80.000. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái đuôi đèn điều khiển nhá. Đấy, đuôi đèn điều khiển 80k một cái. Đây em sẽ quay test bác coi về cái sản phẩm em đang xài này. Đây nhá, đây, em đang xài cái con này đây. Đấy, cái này là cái điều khiển em gắn lên cái trụ cái cột này. Còn cái con đèn này em đang lắp này. Đấy, lắp con đèn theo cái anh bật cho bác coi nhá, bật này. Đấy, thấy không? Sáng này, tắt này, bật này, tắt này, bật này, tắt này. Rất tiện dụng luôn. Cái này thì em đã gắn sẵn đây rồi, còn nếu mà không thì mình có thể cầm đi di chuyển mọi chỗ mọi nơi. Đấy, chuyên dùng để các bác điều khiển bóng đèn nhá. Ở đây có chế độ hẹn giờ này, 15, 30, 60 này. Đấy, các bác cứ bấm bao nhiêu phút sau đó là hết bấy nhiêu phút này nó sẽ tự động tắt đi nhá. Đấy, tắt này, bật này, tắt này, bật này, tắt này, bật này, tiện cực kỳ luôn, hay lắm. Đó, 80.000 nhá. 80.000 một cái bộ này, bao gồm là một cái tay điều khiển và một cái đuôi đi kèm. Đấy, về các bác lắp vào cái đuôi cũ và các bác lắp bóng đèn và sau đó các bác cái điều khiển lắp pin và các bác bấm và các bác xài thôi. Móc khóa titan bên em vẫn còn hàng vụ á nhá. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái móc khóa titan này. Đấy, đi em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác một cái móc khóa titan này thì giá bình dân thôi. 10.000 một cái móc khóa titan này. 10.000 một cái nhá. Đấy, 10k một cái móc khóa titan này. Cái móc khóa này về các bác dùng làm nhiều việc lắm. Đó, về mình có thể móc đồ, móc đạc này. Đấy, hoặc là các bác nào mà hay đi du lịch, đi thám hiểm giờ mình mua con móc khóa này về dùng rất tiện luôn. Đấy, con này với là hàng chuẩn móc khóa này. Chứ bình thường các bác mua những cái khóa trên thị trường ấy, nó chỉ là móc thôi. Ở đây thì nó sẽ tích hợp là một cái khóa sẵn đây này. Đấy, bình thường là các bác gạt này luôn. Nhưng mà khi mà các bác muốn khóa vào các góc xoáy rồi cho em là nó sẽ khóa cứng ngắc luôn. Đấy, khóa cứng ngắc luôn nhá. Đấy, rất là hay. Và chất liệu nó bằng titan, siêu nhẹ, siêu cứng, siêu bền nhá. Đấy, mà giá bên em thì cũng siêu mềm luôn. 10.000 một cái nhá. Móc khóa titan nhá. 10.000 một cái nhá. Kho luôn các bác, đó là cái mã vỉ đũa Nhật các nhá, vỉ đũa Nhật 10 đôi. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái vỉ đũa Nhật 10 đôi này, rất xịn sò và cực kỳ đẹp luôn. Con này thì chất liệu của nó là bằng sợi thủy tinh nhá. Đấy, bằng sợi thủy tinh và nó chịu được nhiệt độ lên đến là 200 độ C này. Có kiểm soát 99% vi khuẩn và nấm mốc nhá. Bình thường là các bác hay xài những cái dòng đũa gỗ ấy là nấm mốc rất là nhiều. Đấy, nấm mốc rất là nhiều và
các bác xài, đặc biệt là cái mùa mưa mùa ẩm ấy, nấm mốc nó sinh sôi này nở rất là nhiều mà dùng rất là nguy hiểm độc hại nhá. Thì các bác chuyển cho em sang dùng cái đũa này. Đấy, thì chắc chắn là sẽ có nhiều bác hỏi là cái đũa này gấp nó có trơn không, thì đảm bảo bác luôn là các bác gấp hạt lạc thoải mái luôn nhé. Đấy, hạt lạc là các bác cứ gấp thoải mái cho em luôn, bao dùng bao xào luôn. Nếu mà các bác về gấp mà đũa mà nó trơn, em cho các bác giả lại luôn. Đũa thì cầm cực kỳ là sang trọng và lịch sự này, thiết kế rất là đẹp luôn và cầm rất chắc chắn luôn nhá. Đấy, cầm rất chắc chắn và rất là vừa tay. Hàng đũa của Nhật thì các bác yên tâm về chất lượng rồi, 100% chất liệu bằng sợi thủy tinh nhá. Đấy, không lo nó bị cong vênh này, không lo nó bị nấm mốc này, và dùng rất an toàn cho sức khỏe luôn. Đó, chịu được nhiệt độ lên đến là 200 độ C nhá, dùng rất là đảm bảo sức khỏe. Đó thì em báo giá luôn, lên mã giúp cho em sẽ là cái vỉ đũa Nhật 10 đôi nhá. Một vỉ này là 10 đôi, giá của nó thì hôm nay em xả luôn cái mã này luôn. Bữa trước đang bán bác là 50.000 vỉ, hôm nay về bác mức giá rất dễ mua luôn, chỉ còn có là đi 30k thôi nhá. 30.000 một cái vỉ đũa Nhật 10 đôi nha. Đấy, 30.000 cho một vỉ đũa Nhật 10 đôi. Đũa thì em quay cận cảnh cho bác đây rồi, đũa rất là đẹp. Đấy, bao dùng bao xài luôn. Đấy, về các bác dùng em bảo hành cho bác đũa luôn, riêng đũa này bên em bảo hành bác luôn, dùng thích lắm. Đấy, mà cái này em đang dùng, em dùng khoảng tầm 3 năm này, dùng thích cực kỳ. Đó, mà dùng nó bền các bạn, không lo nấm mốc, không lo cong vênh, không lo nó bị hôi đũa nhà cả, dùng sạch lắm. Đó, dùng sạch sẽ ok. 30k một vỉ đũa Nhật 10 đôi quá nhá. Cái này thì các bác cứ về, nếu mà nhà đông người các bác cứ mua cho em 5-7 vỉ về, các bác thay cho em một loạt cái đũa ở nhà đi. Đấy, mình thay những cái đũa ở nhà. Thứ nhất là nhìn cho đồng bộ, thứ hai là nhìn cho nó đẹp, lịch sự, sang trọng. Đấy, mấy khi mà có khách có khứa đến là nhìn nó đồng bộ, nó đẹp, sang trọng là cũng ưng cái mắt rồi. Đấy, khách khứa người ta đến là cũng ưng cái mắt rồi. Đấy, làm cho em 5-7 vỉ về nó không đáng bao nhiêu tiền, có hơn 100.000 thôi. Về thay một loạt cái đũa nhà, sạch sẽ dùng ok nhá. 30.000 một vỉ đũa 10 đôi nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái này là cái cây súng mồi lửa này. Lâu không quay bác coi này. Đấy, lên mã giúp em sẽ là cái cây súng mồi lửa nhá. Cây này thì giá cũng hạt rẻ bình dân thôi. Lên mã giúp em sẽ là cái cây súng mồi lửa này. Đấy, 20k một cái cây súng mồi lửa này, chỉ có 20.000 một cái mà dùng tiện vô cùng luôn. Đó, về các bác có thể là thắp hương, thắp nến này ở trên bàn thờ này, mình mồi bếp này, mồi lửa, mồi bếp ga, bếp củi, bếp lửa, bếp dơn này, rất tiện dụng luôn. Và cái con này là rất là hay, là khi mà hết ga là các bác có thể là bơm ga lại được. Đây, nó có cái lỗ bơm ga này, và sẵn trong này là nó có ga sẵn rồi, thì về các bác có thể xài luôn. Bấm cho em cái này lên lửa luôn, bấm cái lên lửa luôn. Đấy, bấm cái lên lửa luôn, rất nhạy nhá. Đây, ở đây là cái phần nút chỉnh ga to nhỏ, đây là cái nút khóa lẫy. Thì bình thường là bên em gửi đi nó sẽ khóa lẫy lại vào, còn về các bác muốn mở thì các bác đẩy cái này lên. Đó, và các bác bấm cái ra luôn, rất tiện dụng, rất là nhạy nhá. Mà chỉ có 20.000 thôi. Mà cái con này nó cầm nó to tát này, bình thường là các bác cầm những con máy lửa nó rất là nhỏ, nhiều khi các bác để những cái chỗ nào quên tìm đi tìm lại rất là mất công. Đấy, rồi đặc biệt các bác mắt kém rồi, già cả rồi. Đôi khi là tìm những cái đồ nhỏ nhỏ rất là khó tìm, thì các bác mua cho em cái con này về, to tát chắc chắn, dễ cầm, dễ sử dụng này. Đấy, mà cái đầu nó khá là dài, các bác ngồi những phần khe kẽ mình chọc vào mình bấm cái lên luôn. Đó, 20k một cây nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây súng mồi lửa nhá, mồi bếp, mồi nến, mồi hương, để trên bàn thờ, để dưới bếp mình mồi rất nhiều thứ luôn. Súng mồi lửa nhá, 20.000 một cây súng mồi lửa nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho mã hàng đó là cái cây chổi lông xù. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái cây chổi lông xù. Cái con này nó là dạng cái chổi xù, nhưng mà cái sợi của nó là bằng cái sợi cước nhá, nên các bác xài rất là bền. Đấy, và cái rất hay là các bác có thể bẻ cong đi. Đấy, bẻ uốn cong đi, những cái chỗ vị trí khó là các bác có thể bẻ đi, các bác uốn vào để các bác luồn lách cho em, rất ok luôn. Đó, con này rất là chắc chắn nhá. Mà ở đây nó thiết kế phần đầu này, các bác nhìn này. Đấy, cái phần đầu nó dạng đầu nhọn, mà đây chỉ cho bác coi luôn nhá. Ví dụ như các bác có những cái phần khe kẽ mà các bác muốn nó sạch sẽ đi, đấy, các bác cọ rửa sạch sẽ đi, thì đây các bác sẽ rút cho em, đút cái này vào cho em. Đó, thấy không? Đấy, các bác đút hết cỡ vào và các bác giật nó lại này. Sạch sẽ ngon này luôn nhá. Rất tiện dụng này. Đấy, những cái lỗ nhỏ là nó có thể luồn vào luôn. Đấy, hay lắm. Đấy, các bác có thể về vệ sinh, ví dụ như là rửa xe, rửa cộ này, rồi là mình có thể vệ sinh những cái đồ đạc nhà mình. Đấy, mình cho vào mình tuốt phát là nó sạch luôn. Đấy, nó cái dạng cước nên là cái sợi cước này rất là bền. Đó, thì em báo giá luôn nhá. Đây, nó có phần cán tay cầm. Nó cũng dài đấy, khá là dài, 2-4 khoảng tầm 50cm nhá. Khá là dài đấy. À, chổi lông xù nhá, bên em đang gửi bác là chỉ có 30.000 một cây thôi. Đấy, 30k nhá, 30k một cái cây chổi lông xù nhá, dạng cước nhá. Đấy, 30k một cái nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái này, cái cây kéo gà của Nhật này. Đấy, lên mã em sẽ là cái cây kéo của Nhật nhá. Đấy, hàng Japan, chất thép SK5 nhá, siêu sắc bén và dày dẫn luôn, sắc là cắt cực kỳ ngà luôn, cắt rất thích nhá. Đấy, cắt té bác coi này, cắt giấy này. Đấy, thấy không, cắt ngọt lắm. Con này chiến gà khoảng tầm 3-4 cân nhá, là vịt gà các bác, thứ là các bác cắt xương, cắt thiếc, thứ cho em thoải mái luôn, cắt cực kỳ ngọt ngào. Ngoài chức năng là cắt kiếc rồi thì nó có chức năng ở cái phần răng cưa, là cái chức năng đánh vảy cá nhá. Các bác có thể dùng cái phần này, các bác có thể đánh vảy cá rất tiện luôn.
Và một cái chức năng rất hay nữa là các bác hay ăn cua ăn ghẹ, và các bác hay có những cái dạng càng kiểu là các bác cho các bác kẹp này, hoặc là ví dụ những cái hạt rắn ví dụ như hạt óc chó này các bác cho các bác kẹp xem. Đấy, vỡ tan ra luôn nhá. Thích cực kỳ. À, nói chung là rất nhiều chức năng khác nhau trong một chiếc kỳ kéo cắt gà này. Đấy, hàng của Nhật nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cây kéo cắt gà nhiều chức năng. Giá của nó thì em báo luôn 130.000 một cái, 130k. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cây kéo gà Nhật nhá. Đấy, kéo gà Nhật, cắt gà, cắt vịt, cắt thịt, cắt xương, cắt rau củ quả rất ok. Đấy, 130k. Nói chung là các bác sử dụng nhà bếp thì các bác chỉ cần dùng một cây này thôi, các bác không cần nhiều. Đấy, chỉ cần một cây này thôi các bác sử dụng cho em là đầy đủ các việc luôn. Hành hoa lá rồi là cắt xương, cắt thịt các thứ cho em cũng quá ok, rồi là kẹp cua, kẹp ghẹ đa năng luôn nhá. 130.000 một cây. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cây kéo gà Nhật 130k. Tiếp theo thì lên luôn cho mã hàng đó là cái khóa đồng của Đức này. Lên mã cho em sẽ là cái khóa đồng Đức nhá. Cái này em báo giá luôn. Giá bây em đang gửi bác là 130.000 một chiếc khóa đồng của Đức nha. Cứ lên mã cho em sẽ là khóa đồng Đức này, khóa đồng Đức nhá. 130.000 một cái. Đấy, 130k. Giá cũng rất tốt so với giá thị trường luôn. Đấy, giá thị trường đang bán khoảng tầm 150-200 nhé. Bên em gửi bác giá rất ưu đãi 130k. Đấy, hàng đây. Made in Germany nhá. Made in Germany rất xịn sò luôn. Hàng của Đức coi nhá. Con này thì đặc biệt cho các bác xài ngoài trời dùng thích cực kỳ. Vì con này mà em cũng đang dùng ngoài trời là khoảng tầm là năm nay là năm thứ 3 rồi em xài ngoài trời. Bình thường là các bác mua những con khóa ở thị trường, những con khóa sắt thép ở ngoài thị trường ấy, các bác xài một thời gian là rất là nhanh bị rỉ han, rồi ví dụ đặc biệt là cái thời tiết mà mưa gió nhiều, ẩm ướt nhiều, các bác để một thời gian cái là các bác không phải tra dầu tra mỡ vào là nó rất là khó mở luôn. Nhưng con này này em dùng đến 3 năm nay mà em không có động tí dầu tí mỡ và em không thèm tra luôn, mà kệ nó, mà khóa nó vẫn mở rất là mượt mà ngon lành nhá. Đấy, có phần chống cắt chống trộm này, và cái phần lõi khóa nó rất là to, nó phải lên đến 8 ly nhá. Đấy, lõi khóa rất to, chống cắt chống trộm rất ok. Đấy, và cái phần chìa này thì gửi kèm của các bác là một bộ này bao gồm là 4 chìa. Đấy, 4 chìa luôn, rất xịn sò này. Đấy, hàng mã chìa mã khó mở, size số ít này. Đấy, rất ok. Đó thì một chiếc khóa này giá nó chỉ có 130.000 thôi, giá rất tốt mà sản phẩm cực kỳ chất lượng của bác luôn. Made in Germany nhá, Made in Germany. Lên mã giúp cho em sẽ là cái sản phẩm là cái khóa đồng Đức 130.000 một cái, 130.000 một cái. Tiếp theo thì lên luôn cho bác cái mã hàng đó là cái lọ thúc kiến này. Đấy, lọ thúc kiến nhá, thì em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác một cái lọ thúc kiến nhá, 3 lọ thúc kiến nhá. Đấy, bán một lúc là 3 lọ luôn nhá. Bán một lúc là 3 lọ luôn, là 3 lọ thúc kiến là đi 3 thúc kiến là giá của nó sẽ là 20.000 thôi. Đấy, tính ra vào có hơn 7.000 một lọ nhá. Chưa đến 7.000, chưa đến 7.000. Đấy, 7321 mà chưa đến 7.000 lọ, nhưng mà diệt kiến cực kỳ sạch luôn. Đấy, nó là dạng chế phẩm diệt kiến sinh học nhá. Hàng này thì hàng của Việt Nam nhá. Đấy, có địa chỉ sản xuất, số điện thoại đầy đủ hết luôn. Đấy, cách dùng đầy đủ ở trên cái lọ luôn nhá. Thì em hướng dẫn qua các bác luôn, thì về các bác có thấy những chỗ nào nhiều kiến hoặc là hang kiến ổ kiến ấy, thì các bác giỏ trực tiếp cái này vào. Nó tinh chất là từ mật mía, mật ong nên là nó dụ kiến vào rất là nhanh luôn. Và khi mà kiến nó ăn vào thì khoảng tầm 2-3 tiếng sau nó di chuyển về tổ, và những cái con kiến ở trong tổ nữa là nó sẽ bị chết lây chết lan nhá. Đấy, nó sẽ ăn cùng với những cái con kiến này, nó sẽ công những cái mồi nó về cùng, và nó sẽ ăn cùng và nó sẽ chết, là chết một loạt, chết cả tổ luôn nhá. Đấy, chết cả tổ luôn. Đấy, và khi mà chết là nó diệt hết cả tổ, là kiến nó rất là sạch. Đấy, nó không bị kiến lại đâu nhá, dùng thích cực kỳ luôn. Cái này em cũng đang thực tế, em dùng test khoảng tầm hơn một năm nay rồi mà không ý kiến quay lại luôn, dùng sạch lắm. Đó thì một cái lọ ba lọ thứ kiến nha, bên em đang gửi bác giá chỉ có 20.000 thôi. Thì cái lên mã giúp cho em sẽ là combo 3 lọ thúc kiến là 20.000. Thì các bác cứ lấy mấy combo thì cái báo nha. Đấy, lấy một combo, lấy hai combo, lấy ba combo, tùy như cầu. Còn một combo này là bán một lúc luôn là 3 lọ nhá, là 20.000. Đấy, dạng chế phẩm sinh học nhá, dùng rất an toàn cho người già trẻ em này, rồi là con người vật nuôi các thứ, giờ rất an toàn luôn, nó là dòng sinh học mà nên dùng rất an toàn nhá. 3 lọ thúc kiến 20.000. Tiếp theo thì lên luôn cho bác mà hàng đó là cái cây kéo văn phòng này. Lên mã sẽ cái cây kéo văn phòng nhá. Kéo văn phòng hàng của thương hiệu Asaka Japan. Cây này chuyên dùng để các bác sử dụng văn phòng, cắt giấy tờ này các thứ này, cắt rất sắc bén luôn. Đây, hàng Asaka Japan, cắt sắc bén lắm, cắt giấy tờ, cắt ảnh giả các thứ ra, cắt giấy, cắt chiếc, cắt ngọt lắm. Đây, cắt những cái đồ thủ công các thứ ra, các bác làm thủ công, cắt ngọt lắm. Con này cắt cực kỳ thích luôn. Đấy, và cái phần tay kéo, độ bấm kéo nó êm, ấy dùng thích đó. Thì một cái cây kéo này nó chỉ có 30.000 thôi. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cây kéo văn phòng hàng của Asaka Japan nhá. Kéo văn phòng nhá, cứ lên mã giúp em sẽ là cái cây kéo văn phòng là
đang gửi bác là một cái cây này chỉ có 30.000 thôi. Đấy, các bác mua đâu được cái cây kéo chỉ có 30.000 này mà sử dụng cắt rất nhiều việc luôn. Cắt gia đình này, cho các cháu mình làm đồ thủ công, đồ cắt giấy được ra tiện tiện dụng nhá, kéo văn phòng. Đấy, kéo văn phòng nhá. 30.000 một cây. Đấy, chuyên dùng cho các bác làm văn phòng cũng hợp lý này, 30.000 một cây. Tiếp theo thì lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái dây sạc cam này, dây sạc cam 3 đầu nhá. Dây này thì bên em vẫn đang niêm yết cái mức giá là tốt nhất thị trường luôn. 40.000 một cái sợi dây nha. Đấy, các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái dây sạc màu cam. Sạc màu cam 3 đầu nhá. Đấy, sạc cam 3 đầu. 40.000 thôi, chỉ có 40.000 một sợi dây này. Đấy, 40.000 một sợi thôi. Mà các bác mua một sợi này là sạc một lúc là được rất nhiều thiết bị luôn. Đấy thì cái nguồn vào của nó sẽ là cái cổng USB, thì về các bác cắm được khá nhiều thiết bị này. Bây giờ rất nhiều thiết bị đã dùng cái cổng USB này. Về các bác cứ có cái nguồn điện có cổng USB này các bác cắm vào, thì khi mà cắm vào nó sẽ ra được ba đầu cắm khác nhau. Đấy, sẽ có đầu Samsung này, đầu iPhone này, đầu Samsung đời mới đời cũ đủ cả luôn. Nói chung là chuyên dùng cho các thiết bị điện thoại thông minh bây giờ. Đấy, hầu như là cắm hết nhá, Motorola này, rồi là LG, Sony, rồi là iPhone, Samsung, Oppo, tất cả các dòng máy là đều dùng hết luôn nhá. Đấy, những con sản phẩm là dùng hết luôn. Đấy, chuyên dùng cho các máy. Đấy, bình thường là các bác chỉ xài được một dây thôi, nhưng con này là các bác xài được 3 dây luôn, mà xài một lúc là sạc được 3 máy luôn. Đấy, 3 máy với 3 chân máy khác nhau nhá. Đấy, 3 chân máy khác nhau. Rồi, lên mã anh em sẽ cái dây sạc cam 3 đầu 40.000 một dây này. Và cái, bây giờ là nó sản xuất theo cái dạng là siêu bền. Đấy, cái phần dây của nó này thiết kế theo cái dạng gọi là silicon, nên khi mà các bác xài không lo nó bị gập gãy, không lo nó bị vấn đề gì nhá. Các bác ngay các bác nhìn cái phần đấy, nó thiết kế này rất chắc chắn luôn. Cái phần 1-3 thiết kế rất chắc chắn luôn này, đúc liền cao su luôn, chắc chắn. Con này các bác dùng thì nói chung là bền vĩnh cửu, không biết đến lúc nào phải hỏng luôn. Cầm một cái sợi dây này siêu bền, siêu chắc chắn nhá. 40k một dây, dây sạc cam 3 đầu nhá. Rồi tiếp theo thì em cũng lên luôn cho bác đó là cái con bóng 45W này. Con này thì nó là thiết kế dạng hình trụ tròn như này. Đấy, hình trụ tròn. Cái này thì nó theo cái dạng thiết kế truyền thống hồi xưa rồi. Đấy. Hàng rất là xịn luôn nhá. Con này 45W nhá. Em báo giá luôn, nó cũng giá là 40.000 thôi. Đấy, còn cái con này công suất nó sẽ cao một chút là 45W thì đương nhiên nó sẽ sáng hơn rồi. Đấy, khá là sáng nhá, con này sáng lắm. Đó, sáng hơn con 40W kia một chút. Đây sẽ lắp cho bác con này. Con này thì nó là thiết kế dạng bóng tròn ạ. Đấy, bóng rất là sáng nhá. Đây. Đấy, bóng sáng lắm con này, sáng cực kỳ luôn. Đấy đâu, sáng trắng luôn này. Đó. Rất tiện dụng nhá. Bóng của nó sẽ là bóng tròn. Đấy, cái này em quay lên nó hơi bị nháy một chút thôi nhá. Đó. Còn bên ngoài các bác nhìn mắt thường thì sáng lắm, nhìn chói mắt luôn đấy. Đấy, con này là bóng cứ lên mã cho em sẽ là cái bóng tròn 45W nhá. Bóng tròn. Công suất của nó sẽ là 45W. Con này thì bên em đang gửi bác giá là 40.000. Đấy, hầu hết thì những cái bóng bên em đang gửi bác toàn bộ nó là bóng giải, bóng led siêu sáng nhá, và có chế độ tiết kiệm điện nên các bác yên tâm dùng ok. Đấy, không lo nó bị tốn điện hay lo nó bị cháy chết cả, vì bây giờ hầu như toàn bộ của nó là toàn dùng bằng chip mắt led rồi, nó không phải như dạng sợi đốt hay như hồi xưa ấy, là các bác xài nó rất là dễ cháy. Nhưng con này dùng rất là bền, xong rồi dùng bền lắm. Đó, cái con này trước em cũng bán rất nhiều này. Và đấy, lại tiếp tục với cái lô này. Đấy. Thì con này bên em đang gửi bác là 40.000 một quả bóng 45W nhá. 40.000 một quả bóng 45W. Bóng trụ tròn có nhá, bóng trụ tròn. Đó đây. Sáng lắm, con này sáng cực kỳ luôn. Đấy, về các bác nói chung là những cái con bóng đĩa bay này, con bóng tròn này hoặc là cái con bóng đĩa bay vừa quay này, thì mấy con này về các bác xài gia đình thì rất là hợp lý rồi. Hầu như là những cái mã bên em đang bán cho bác chủ yếu các bác xài gia đình là ok luôn. Đấy, về các bác xài gia đình thì rất là hợp lý. Đó, 40.000 coi nhá. Bóng rất chắc chắn luôn, sử dụng dòng chip led siêu sáng, tiết kiệm điện ok. Đó, 40.000 một quả, công suất là 45W. Còn cái con bóng đĩa bay kia thì đang bán là cũng 40.000 luôn. Đấy, công suất là 40. Ngoài ra thì chắc là nhiều bác thắc mắc tại sao bên em lại có cái đuôi này, đuôi rất là hay này. Đấy, thì em cũng gửi bác luôn. Cái đuôi này thì hiện tại em đang bán giá của nó sẽ là 30.000 một cái. Cái con đuôi này là nó có tích hợp cái bóng điện này này. Đấy, tích hợp với công tắc này, lúc nào dùng nó các bác bật lên, không dùng mình có thể tắt đi, rất là tiện dụng luôn. Và cái ở đây nó có phần lò xo, các bác có thể bẻ các hướng này. Đấy, bẻ các hướng đi chưa, bẻ các hướng các kiểu luôn nhá, rất tiện dụng luôn. Đó, đây, bẻ các hướng đi luôn. Đấy, các bác thích hướng nào các bác bẻ hướng đấy, các bác nhá, rất tiện dụng. Và lúc nào dùng thì các bác bật lên, không dùng mình tắt đi. Đấy, dùng bật lên không dùng tắt đi chưa, rất tiện dụng nhá. Nó có tích hợp cả cái công tắc ở cái lò ở cái đuôi đèn này này.
có đu đèn này. Đấy đi đây, hàng của nó đi mới nguyên trung bình nha. Đấy, cái kia là anh em đang lấy để em hay test bóng cho bác, thì em báo giá luôn nhá. Các bác lên mã giúp xem sẽ là cái đuôi đèn lò xo. Đấy, đuôi đèn lò xo. Giá của nó sẽ là đi 30k. 30 ngàn một cái đuôi đèn lò xo này. Đấy, tại sao gọi là đuôi lò xo? Vì ở đây nó có cái phần lò xo. Nó có thể bẻ đi các hướng các kiểu thì bên em hay gọi là cái đuôi lò xo. Đấy, nó có tích hợp cả công tắc bật tắt ở cái phần đuôi luôn. Giá của nó sẽ là 30k. Một cái đuôi lò xo nhá, 30 ngàn một cái thôi. Giá rất bình dân mà rất là hay. Đấy, nó rất là tiện nhá. Các bác dùng ở đâu cũng được. Đấy, cắm nhà được, mình cứ rút ra cắm ra chỗ khác rất là tiện. Nói chung là nó như một chiếc đuôi di động luôn, mình có thể di chuyển mọi chỗ mọi nơi và nó có tích hợp công tắc rất tiện dụng nhá. 30k một cái. Tiếp luôn. Bên em đang gửi bác giá thì cực kỳ là tốt luôn, 35 ngàn một chiếc túi da đeo hông này. Các bác cứ nhớ mã cho em sẽ là túi da đeo hông nhá. 35 ngàn một chiếc. À, bên em sẽ có hai màu là đen và nâu. Các bác lấy màu nào thì báo cho em nhá. Thì bên em sẽ chọn màu bác luôn. Đây là màu nâu này. Đấy, con này là màu nâu, còn đây cái con trong túi này là màu đen này này. Đây màu đen này. Đấy, con đây màu nâu đây. Đó thì lấy màu nào báo nha. Con này nè. Về các bác có đeo cái thắt lưng ấy. Đấy, đeo cái thắt lưng, các bác xỏ thắt lưng qua đây. Đây ví dụ như ở đây em có một cái thắt lưng như này. Đó, các bác xỏ cái thắt lưng qua đây, sau đó các bác đeo vào hông của bác nhá. Và các bác trong này thì các bác tháo ra, mở khóa ra để các bác đựng điện thoại này, đựng tiền này, đựng ví này. Đấy, mình mang đi chơi, mang đi du lịch, bình thường là các bác phải cầm tay và các bác bỏ vào trong túi quần, nó rất là bất tiện nhá. Đấy thì đây ví dụ như con ở đây một con điện thoại này. Đấy, các bác để đây. Đấy, rồi một ngăn nữa thì các bác có thể là để tài liệu, giấy tờ tùy thân, rồi là tiền nong các thứ các bác cho đây nha. Đấy, sau đó là các bác đóng khóa vào. Đấy, kín đáo ngon lành, ok. Màu sắc thì trang nhã đẹp lịch sự nhá. Đấy, màu nâu rất là đẹp này, ngoài ra có cả màu đen luôn. Đấy thì bán đồng giá luôn là cứ 35 ngàn một túi nhá, mọi hai màu bằng giá nhau luôn. Đấy thì có màu đen màu nâu, lấy màu nào báo nha. Đấy thì khi mà các bác đeo lên rất đẹp, đây em đeo các bác còn này. Đây các bác nhá, đấy khi mà các bác có cái thắt lưng các bác xỏ vào. Đấy, sau đó là các bác xỏ vào cái thắt lưng và các bác đeo vào xem, quá ok luôn nhá. Đấy, đeo nó dịch sang bên hông này rất đẹp, rất tiện luôn. Đấy, đấy lấy ra lấy tiền hay nong một cái này, đó rất tiện dụng luôn nhá, rất ok. Đấy, mình lấy cái gì nó ở ngay cái chỗ cái tầm tay mình với luôn, nó rất là tiện, rất là dễ dùng, dễ sử dụng nhá, có thấy không? Đấy, đeo lên nhìn rất là đẹp, chất lượng luôn, ok. Đấy. 35k nhá, 35k. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là túi da đeo hông, 35 ngàn một cái, hai màu là màu đen màu nâu, lấy màu nào báo nhem nhá. Túi rất đẹp. Đấy, về các bác đeo vào cái hông ở bên thắt lưng nhà mình, xỏ thắt lưng vào đây, thế là đeo rồi. Ba ngăn thoải mái các bác chứa đồ luôn. Điện thoại, tiền nong, ví, giấy tờ tùy thân vào đây thoải mái luôn các nhá. Sao vào. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái cây gãi lưng này, cây gãi lưng nhá. Đấy, tiếp tục về số lượng lớn và giá thì cũng rất hạt rẻ bác thôi. Đấy, đầu của nó chất liệu là bằng nhựa sừng này. Đấy, nhựa sừng. Về các bác dùng gãi cái đầu nhựa sừng nó rất là êm, dễ chịu nhá. Đấy, và con này nó có thể kéo dài ra, thu ngắn vào. Đấy, rất ok luôn, rất tiện nhá. Về các bác hay những cái vị trí mà các bác không thò tay các bác gãi được, đặc biệt là lưng nhớ các thứ ra, để các bác mua cái cây về kéo dài ra thò về sau lưng các bác gãi nhá. Đấy, gãi ngứa các nhớ các thứ massage ok luôn. Giá thì em báo luôn. À, bình dân hạt rẻ thôi, 10.000 nhá, 10.000. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây gãi lưng nhá. Đấy, bên em đang bán một cái cây gãi lưng này là 10k có nhá, 10k một cây gãi lưng thôi, chỉ có 10.000. Giá quá hạt rẻ luôn. À, nhiều bác hỏi là keo hai thành phần thì bên em còn không, thì em báo bác luôn là bên em vẫn còn hàng nhá. Keo hai thành phần thì vẫn còn hàng đây. Keo hai thành phần AB đây. Đấy, thì bên em đang bán một cái típ này là 40.000 này. Một típ keo hai thành phần này là 40.000. Đấy, 40k nhá. Keo này thì siêu cứng luôn. Đấy, các bác bất chấp cả máy khoan các thứ ra luôn, nó cứng hơn cả đá cả sắt luôn nhá. Đấy thì về rất là dễ dùng thôi. Về thì ở đây về các bác mở trên cái van này ra này. Đấy, vỏ van thì nó các bác sẽ thấy hai cái phần keo này, một cái phần màu vàng và một phần màu đen này. Đấy thì các bác dùng cái xi lanh này. Đấy, dùng cái đầu xi lanh này các bác đẩy nó lên. Đấy, các bác cho đây các bác đẩy lên. Và các bác bơm nó ra một lượng vừa đủ thôi. Đấy, nói chung là các bác xem nó ít nhiều là các bác bơm ra một cái lượng mà phù hợp để các bác cần vá cái chỗ đấy nhá. Các bác bơm ra, sau đó các bác trộn đều hai cái hỗn hợp keo màu vàng và màu đen này, trộn thật đều lên. Đấy, sau đó các bác phết trực tiếp vào cái chỗ mà nó cần, các bác cần vá víu, cần chóc vào. Đấy, sau đó các bác để nó khô là các bác sử dụng thôi. Keo cực kỳ chắc luôn, keo dùng thích lắm. Cái này thì bán khá là nhiều mà các bác dùng về dùng để vá, hay nhiều bác hay vá lốc máy rồi những cái chỗ mà sắt xi, ống nước các thứ, ống nước bằng sắt ấy nó hay bị vỡ rồi, thì các bác dùng để vá vào vệ sinh sạch sẽ cái chỗ mà các bác cần vá đi, sau đó các bác phết cái này vào. À, lọ keo hai thành phần nhá. Lọ keo hai thành phần này đang có giá là 40.000. Lên mã em sẽ giúp em sẽ là cái lọ keo hai thành phần. Đấy, keo hai thành phần này. 40k một cái típ keo hai thành phần nha nhá. 40k. Một típ này là 100 ml nhá. Đấy, một típ này là 100 ml. Đấy. 40k một cái lọ này các bác nhá.
Nhà bác nào mà có những cái đồ bằng sắt thép hay là ống nước bị gãy vỡ thì nên sử dụng cái loại keo này. Đây là cái loại keo hàn nối vá sắt thép hay là nhựa rất là tốt luôn. Những cái chỗ mà bị vỡ nứt hay là gãy chỉ cần phủ một lớp keo lên, đợi ít phút cho nó khô cứng lại là ok luôn. Dán xong các bác có thể thấy rất là chắc luôn. Nó chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao lên tới 200 độ C. Và các bác thấy hay nhưng ủng hộ nhá. Khóa titan. Đấy, giá thì bên em vẫn đang bình ổn bác luôn. Là sẽ là 10.000 một cái móc khóa titan này. Đấy, rất nhiều bác hỏi cái mã hàng này nhưng mà bữa trước đang bán thì hết hàng. Hôm nay thì hàng tiếp tục về nhá. Em báo giá luôn, 10.000 một chiếc móc khóa titan nha. Đấy, chất liệu thì là bằng titan. Đấy, titan thì các bác biết về cái chất liệu nó rồi. Nó là dòng vật liệu siêu cứng và siêu nhẹ nhá. Đấy, cái dòng này thì nó là hàng của công ty chuyên sản xuất những cái đồ thiết bị cho dân phượt này, dân leo núi này, đấy, dân thám hiểm này. Đấy, đi đây các bác nhìn cái móc khóa cũng biết rồi, đấy, thiết kế chuyên dùng cho những cái nhà thám hiểm, nhà leo núi rồi, thứ nhá, rất ok luôn. Đấy, con này thiết kế rất là hay, là bình thường là các bác cũng sẽ thành có một chiếc móc bình thường nha. Đấy, nhưng mà ở đây nó có một thiết kế rất hay là nó có một cái lẫy khóa này, đấy, một cái gen xoáy, các bác xoáy chặt vào, và khi mà các bác xoáy chặt vào thì nó sẽ cứng ngắc lại luôn, nó không có một cái chỗ nào nó mở ra nữa và nó sẽ khóa chặt luôn nhá, coi nhá, khóa chặt luôn. Đó, đây mới gọi là chuẩn là móc khóa này, chứ còn bình thường là các bác dùng những cái móc bình thường ấy, nó chỉ có đẩy đẩy nhà thôi, nó chỉ là một chiếc móc thôi, nó không phải là khóa. Đây nó có cả khóa này luôn. Đấy, có cả phần khóa cài luôn, thì đây mới là chuẩn móc khóa coi nhá. Đây mới là chuẩn móc khóa này. Đấy, chất liệu bằng titan, siêu cứng, siêu nhẹ nhá, dùng rất thích luôn. Đấy, về các móc chìa khóa này, móc đồ, móc đạc này, hoặc là thậm chí các bác mua về dùng để ví dụ xích chó thứ nào cũng quá ok luôn. Đấy, rồi móc đồ chịu tải cao nhá. Đấy, giá thì gửi bác giá bình dân là rẻ thôi, 10.000 một chiếc móc khóa titan nhá, 10.000 một chiếc, giá rất là hạt rẻ. Đấy, rất dễ mua và rất chắc chắn xịn sò ok luôn. Đó, 10k một chiếc các bác nhá. Tiếp theo thì hôm nay bên shop lại về thêm cho bác cái mã hàng, đó là cái cuộn dây dù 20m nhá các bác nhá. Và em báo giá luôn, đợt này thì giá đang được giảm rất tốt bác luôn. Giá hiện tại bên em đang gửi bác giá chỉ có 20.000 một cái cuộn dây dù 20m nha. 20.000 một cuộn nhá, 20.000 một cuộn. Đó, một cuộn này dài sẽ được là 20m, rất nhiều dây luôn, 20m dây các bác biết rồi, rất là nhiều. Đấy, nó sẽ bó thành một cuộn rất đẹp nha. Đó, về các bác tháo ra, đấy, các bác xài sử dụng nhé. Con này các bác xài sử dụng rất là nhiều việc. Đấy, mình có thể là căng dây, mình làm dây dây ví dụ như là căng dây buộc đồ này, rồi là các thứ ra. Đấy, chằng đồ các thứ, rồi mang các bác buộc đồ. Dòng này là dòng dây dù nhiều lõi nhá, dây dù nhiều lõi. Đây. Em lấy cho bác coi về cái phần lõi của nó nhá. Đây nha các bác nhá, đây cấu tạo bên trong của nó này. Nó gồm rất nhiều là những cái sợi nhỏ, nó sẽ bện vào thành một sợi to. Đấy, như này các bác xài nó rất là được bền các bác. Đấy, bình thường là các bác xài những cái dây, cái dạng dây dù nó chỉ có một lõi thôi ấy, thì nó rất là nhanh xuống dây, mà cái dây một khi nó đứt là nó đứt luôn các bác, nó cũng đứt là đứt luôn. Đấy, nhưng con này là nó sự kết hợp của rất nhiều những cái lõi dây, nó kết hợp vào thành một dây nha. Đấy, khi mà các bác xài nó dùng rất là bền. Đấy, vì em cũng đang xài cái dây này, em đang lấy cái dây này em cột mấy cái dây buộc mấy cái cây nha, mà bền lắm, em dùng mấy năm nay mà phơi nắng phơi mưa thoải mái luôn, mà rất là bền nhá. Đấy, dùng cực kỳ bền luôn. Đấy, mà một cuộn này 20m, giá nó chỉ có 20.000 thôi, về các bác sử dụng được rất nhiều công việc hay trong gia đình nhà mình luôn. Đó, cuộn dây dù 20m quá nhá, giá bên em đang gửi các bác là 20.000 một cuộn nha. Đấy, 20.000 một cuộn, rất chắc chắn và xịn luôn. Đó, về sử dụng rất là nhiều việc các bác nhá. Đây, vít cắm chân dẹt này. Đấy, hàng chuyên dùng cho những dòng ổ điện Nhật nhá. Đấy, ổ điện Nhật thì người ta chuyên dùng những cái chân dẹt nha. Đấy, nên các bác dùng những chân tròn, chân của Việt Nam rất là khó chịu nhá, vì cắm nó không thể cắm được, các bác chỉ có dùng chân dẹt thôi, các bác cắm vào là ok luôn. Đấy, hàng như bên em thì là hàng chuẩn, chân sẽ là chân đồng và cái chân của nó rất là dày các nhá. Đây các nhìn này, chân của nó rất là dày luôn, nên khi có cắm cái phần tiếp điểm nó tiếp xúc rất tốt nhá. Đấy, và con này chịu tải lớn lên đến là 16A này, 250V này. Đấy, và dòng này nó là dòng ổ fix chống va đập chống cháy nhá. Đấy, chất liệu nhựa chống va đập chống vỡ chống cháy, cực kỳ ngon, chắc chắn chất lượng luôn. Về thì các bác đấu dây và là xài thôi. Đấy, fix cắm chân dẹt nhá, chuyên dùng cho ổ điện Nhật các bác nhá. Đấy, chuyên dùng cho ổ điện Nhật, giá của nó thì em báo giá luôn, bên em đang gửi bác giá một cái fix cắm chân dẹt này, giá của nó chỉ có 10.000 thôi. Đấy, 10.000 các bác nhá, 10.000 một cái fix cắm chân dẹt này, 10k một cái, giá rất hạt rẻ bình dân thôi. Đấy, về các bác chuyên dùng để phục vụ những cái ổ điện Nhật nhá. Đấy, vì nó hay dùng chân dẹt, chân của nó sẽ là 100% chân bằng đồng nhá, chân bằng đồng rất xịn sò ok. Ngoài ra thì các bác có thể dùng ở gia đình nhà mình được. Cái ưu điểm của cái dòng chân dẹt này là thứ nhất là nó tiếp điểm tốt, và thứ hai là các bác cắm là nó không bị tèo. Bình thường là các bác hay dùng những cái chân tròn mà chân Việt Nam hay dùng ấy, là các bác cắm lâu nó hay rất hay bị tèo, mà
một thời gian là ổ nó lỏng ra rất khó chịu, nhưng mà các bác dùng những cái con chân dẹt này thì ổ nó yên tâm là ổ, cái ổ mà các bác cắm cái phích này vào nó cũng rất là bền. Đấy, nên các bác yên tâm rất là hay nhá. 10.000 một cái phích cắm chân dẹt nha. Đấy, 10.000 một cái nhá. Đó, rất ok, giá rất là rẻ bình dân. Cái này thì số lượng có hạn thôi. Đấy, về đến đâu nó cứ hết đấy các bạn, vì nó không có hàng, nó không có đều ạ, nên các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Đấy, 10.000 một chiếc phích cắm chân dẹt nha. Đây, cái lô đồng hồ hàng thanh lý cửa hàng nhá. Đấy, cửa hàng người ta bán, người ta không kinh doanh nữa thì bên em ôm lô khoảng tầm vài chục cái cây đồng hồ nha. Đấy, rất đẹp luôn. Đồng hồ của nó còn mới nguyên trong hộp như này nhá. Đấy, còn mới nguyên trong hộp như này. Vẫn còn nguyên cả bọc giấy bóng nữa nè. Đấy, em ôm lô thanh lý cái lô này. Giá rất hời cho bác luôn nhá các bác nhá. Em báo giá luôn. Các bác cứ liên mã giúp cho em sẽ là cái đồng hồ đeo tay. Em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác giá, cái giá thanh lý cho bác luôn là 90.000. Đấy, thì bên em ôm lô thanh lý giá rẻ nên là giá nó rất tốt luôn, 90.000 một cái đồng hồ đeo tay nha. Đây, một chiếc đồng hồ mới keng nhèo nhá. Đấy, hàng này thì em nói luôn là hàng này hàng của tàu nhá, hàng của tàu. Đây, made in China nhá. Đấy, made in China này. Đấy, thì em nói luôn hàng của tàu, không đến lúc đến nơi các bác bảo là đồng hồ Nhật các thứ giờ nó rất là khó. Đấy, thì em nói luôn đồng hồ hàng của tàu nhá. Vì nói chung là nó so với tầm giá thì các bác có một cái con đồng hồ này để các bác đeo vào tay thì quá đẹp luôn. Đấy, mình đeo đi chơi đi bài rất đẹp các nhá. Đây, các bác nhìn này, rất đẹp luôn. Đấy, hàng tàu nhưng mà hàng có hãng đầy đủ hết các nhá. Đây là có hãng của Gokai này, hãng Gokai. Đấy, hãng này cũng khá là nổi tiếng, em check trên mạng là cái hãng của tàu này nhưng mà cũng rất là nổi tiếng đấy, cái hãng này. Đấy, hàng là bao sống các bác nhá, về là các bác vẫn chạy ngon lành nhá. Đấy, các bác chỉ việc ấn nút cho em này, xoay này, xoay cho các bác chỉnh giờ, ấn nút thế là xong. Đây này, đồng hồ chạy ngon lành luôn, mặt rất đẹp luôn nhỉ. Đây, em quay cận cảnh các bác xem cái phần mặt nó này, mặt rất đẹp luôn nhá. Đấy, mặt rất đẹp, dây riếc ngon lành hết luôn. Đấy, về các bác chỉ việc đeo thôi, không cần phải lắp pin hay là thay pin như nào cả, hàng của nó là vẫn còn chạy ngon lành hết luôn. Đây, đấy, có thấy không, đeo vào lên nhìn rất sang trọng lịch sự nha, rất đẹp nhá. Số lượng có hạn đâu nhá, khoảng tầm 20 con, nó không nhiều đâu, nên là rất là em để cho bác cái giá này, nó rất là rẻ rồi. Đấy, thì em báo giá luôn, lên mã giúp em sẽ là cái đồng hồ đeo tay nhá, 90.000 một con này nhá. Đấy, chốt nhanh số lượng hạn nhá, gọi luôn cho em đi chứ không có nhiều đâu. Em đảm bảo bác luôn là cái mã này thì thể nào các bác cũng tranh nhau luôn, vì nó không có hàng. Đấy, hàng là hàng ôm đô cửa hàng thôi, nó có vài chục cây đâu ạ, không nhiều đâu, nên là các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Đấy, chạy ngon lành luôn này. Đó, rồi 90.000 nhá, đồng hồ đeo tay. Đấy, về các bác đi chơi, đi du lịch, đi ăn cỗ ăn bàn cái thứ rồi mình đeo vào. Đấy, nhìn nó sang trọng lịch sự, nhìn nó đứng đắn con người lên, rất ok luôn có nhá. Đấy, đeo vào quá ok luôn này. Đây, đấy, có nhìn này, tay nhìn đeo vào rất chất lượng luôn, lịch sự, ok, 90.000 một cây, vào việc chốt đơn nhanh luôn nhá, không nhiều đâu có nhá. Em lại về cái lô đèn led 12V. Đấy, hàng thanh lý công ty cực kỳ xịn sò của bác luôn. Đấy, bữa trước thì cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này, nhưng mà đang bán thì công ty người ta cũng hết hàng, nó không có hàng thanh lý, thì đợt này người ta lại có, người ta lại gọi em này. Đấy, em ôm lô luôn đợt này, ôm lô nhiều nhá, ôm lô nhiều. Đấy, hàng xịn sò lắm, hàng này là hàng của công ty ô tô. Đấy, công ty ô tô người ta sản xuất chuyên dùng cho những cái dòng ô tô phượt đấy. Đấy, để người ta lắp lên để thành một cái đèn pha chiếu sáng, cái hệ chiếu sáng hệ pha chuyên dùng cho những cái ô tô phượt đây này. Đấy, nên đèn rất là sáng, dùng rất ok luôn. Con này nó sử dụng nguồn là nguồn 12V luôn giúp em nhé. Đấy, về các bác dùng là dùng nguồn 12V nhé. Đấy, về các bác cứ có những cái bình ắc quy các bác cắm vào là xài thôi, hoặc là các bác có thể lắp vào làm pha led ở đèn xe máy cũng ok luôn. Đấy, rồi là các thiết bị điện hoặc là hoặc những cái thiết bị mà các bác dùng để chiếu sáng cũng ok. Máy móc các thứ này, xe cộ này, rồi là các bác dùng ở nhà cũng ok luôn. Ở nhà ví dụ lắm lúc mình mất điện, mình bí cần ánh sáng, đấy, có con bình ắc quy lôi ra cắm này vào cái sáng trưng luôn, rất là hay luôn nhá. Đấy, và đây hàng công ty này, đi kèm cho bác luôn cả những cái giá đỡ để các bác lắp đặt này. Đấy, có cả giá đỡ lắp đặt luôn, nhưng mà thôi cái này thì bỏ qua chỗ đây. Đấy, còn đây thủy em review cho bác cái đèn. Con này thì nó sẽ gồm có 1 2 3 4 này, 1 2 3 4, tổng là 16 mắt led nhá, trong một chiếc pha này, rất kín luôn. Con này chống nước cho em thoải mái nhá, hàng công ty rất xịn sò nên các bác yên tâm. Đây các bác nhìn này, đấy thì những cái vỏ hộp rất đẹp, nói chung là hàng xịn đấy, chứ không phải vớ vẩn đâu. Đấy, nó sẽ có hai dây, một dây đỏ và dây đen, có thấy thôi, về đỏ là dương, đen là âm. Về các bác nhớ gì là đấu đúng dây giúp em nhé, đấu sai dây là em chịu các bác nhá, nếu mà cháy thì em chịu, bên em không bảo hành cho bác đâu. Còn về các bác nhớ gì là đấu đúng dây. Còn hàng này thì bên em cam kết là trước khi đi thì em test thử với bác ngon lành luôn. Đấy, đèn rất là sáng nhá. Đây, test thử với bác luôn này. Con này thì về các bác có cái bình ắc quy này, đây em đang có con bình ắc quy 12V này. Đấy, các bác đấu nó vào. Đấy, đấu nó vào. Đấy, thấy không, đèn rất sáng luôn nhá, đèn sáng lắm, con này dùng thích cực kỳ luôn. Đấy, con nhìn này, sáng trắng luôn này. Đó, đây em pha bác luôn này, mà con này pha rất là xa nhá, con nhìn này. Đấy, pha xa chưa,
Đấy, mà ở đây hiện tại đang bật điện cực kỳ sáng nhá, nhưng mà nó soi pha rất là xa đây, cô nhìn này. Đấy, đây pha trần này. Đấy, thấy không? Quá ngon lành các bác, về làm đèn pha xe máy cũng quá ngon lành luôn. Đấy, thấy không? Giá mà giá cũng cực kỳ dễ mua luôn, dễ chịu luôn. Con này sáng lắm. Các bác nhìn mà chói mắt luôn đấy. Đấy, dã man luôn. Rồi, báo giá luôn nhá. À con này thì em nói luôn là ánh sáng này là ánh sáng màu trắng nhá. Đợt này nó về cái lô này ánh sáng màu trắng, ánh sáng này rất nhiều bác hỏi cái ánh sáng này. Trước em lấy cả cái con màu vàng nhưng mà màu vàng thì hơi ế này. Thôi không lấy nữa, đợt này lấy nguyên rồi bác, màu trắng luôn. Về các bác xài. Đấy, ánh sáng màu trắng nhá. Đấy, về các bác sử dụng chế cháo làm đèn pha xe máy ô tô hoặc là sử dụng trong rất nhiều việc luôn. Đấy, đèn chiếu sáng ngon lành luôn. Giá thì cũng thanh lý công ty thôi. Công ty bán cho em giá rẻ, em cũng bán bác giá cực tốt luôn. Rồi lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái này, mã của nó sẽ là đèn pha LED 12V nhá. Đấy, con này nó dùng cái nguồn nhớ giúp em là 12V. Đấy, đèn pha LED 12V này. Đèn pha LED 12V nhá. Giá của nó thì em báo luôn 40.000. 40.000 một chiếc đèn pha LED 12V này, chỉ 40.000 thôi. Về các bác xài rất là nhiều việc khác nhau luôn. Đấy, nhớ giúp em là sử dụng nguồn là nguồn 12V nhá. Và nó sẽ có hai dây, một dây đỏ dây đen, nó đã phân biệt đây rồi, thì về các bác nhớ cho là đấu đúng cực nhá. Đỏ là vào dương, đen là vào âm. Đó, thì ở đây đầy đủ phụ kiện cả ốc vít các thứ đi kèm cho bác, về các bác xài luôn này. Đấy, một chiếc nhà là nguyên hộp nhà là 40.000 nhá, đèn pha LED 12V.